Hùng đây xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và rất vui được gặp lại anh chị em trong bản niềm tin vào mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có hai phần chính. Ok, phần thứ nhất đó là chúng ta sẽ đi phân tích danh mục các mã cổ phiếu, danh mục các mã cổ phiếu rất là quan trọng và cơ bản. Ví dụ nhóm cổ phiếu trụ, hàng không, du lịch vận tải, nhóm ngành dầu khí, nhóm ngành thép, nhóm banh và chứng khoán, nhóm cao su, nhóm nhựa, cảng biển và than, bất động sản khu công nghiệp, nhóm phân đạm, dệt may, thủy sản, Viettel và một số các cái mã cổ phiếu khác. Thì còn mã bất động sản và xây lắp, nếu như còn thời gian thì chúng ta sẽ đi phân tích và nhóm penny. Và phần thứ hai thì Hùng Lê sẽ cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi phân tích một vài ý về xu hướng thị trường trong tuần vừa qua. Và sau đó sẽ có một vài cái tổng kết, một vài cái nhận định về xu hướng thị trường trong tuần mới. Thế thì cái tuần chào xuân nhìn chung với thị trường giao dịch như vậy, đối với quan điểm cá nhân của ông Lê đã có một cái tuần giao dịch rất là tích cực, thành công, với sự phục hồi rất là mạnh mẽ của một số các nhóm ngành, đặc biệt là nhóm Midcap, bởi vì nhóm Midcap là một nhóm rất là quan trọng trong cái đội hình thi đấu của chúng ta. Bởi vì thông thường nhà đầu tư của chúng ta sẽ lựa chọn ở cái dòng cổ phiếu Midcap và dòng cổ phiếu Penny, tức là những cái dòng cổ phiếu mệnh hóa nó thấp thấp vừa vừa thì chúng ta sẽ dễ đánh. Còn những cái mã cổ phiếu ví dụ như 100-200 ngàn hoặc là những cái mã cổ phiếu 70-80 ngàn thì nó cũng chỉ dành riêng cho một top nhà đầu tư có vốn hóa lớn mà thôi. Đó thì tuần vừa qua đặc biệt là nhóm Midcap đã có những cái sự phục hồi rất là tốt, thì tí nữa chúng ta sẽ đi đánh giá thêm. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào ngay công việc chính của chúng ta, đó là chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành rất là căn bản. Thì đối với VIX trong tuần vừa qua, VIX đã rơi rất là mạnh sau khi phiên mở cửa phiên giao dịch ngày thứ hai, VIX đã chính thức mất vùng hỗ trợ 94. Khi mất 94 thì VIX sẽ rơi về vùng hỗ trợ kỹ thuật 89.5 đến vùng 90.5. Gãy cái vùng này thì VIX sẽ rơi về vùng 82. Ở đây các anh chị, và vùng 82 này nếu tiếp tục bị bán phá vỡ thì VIX sẽ quay về vùng 76. Ở một lý do đó là quý 4, báo cáo quý 4 của VIX đã bị lỗi, và lỗi bởi vì sao? Bởi vì VIX đã dừng dự án xe điện, xe xe xăng và chuyển sang dự án xe điện. Chính vậy nên một số các cái tài sản khấu hao của công ty này đã phải khấu hao rất là ngắn. Chính vậy nên là nó đã đội lên cái chi phí rất là cao. VHM trong tuần vừa qua thì đã chạm cái vùng đích của chúng ta phân tích, đây là vùng 84, gặp vùng này thì nó không break được, đây là vùng kháng cự đấy các anh chị. Đó, rồi bắt đầu nó chỉnh, thì nó chỉnh về đâu? Đầu tiên nó sẽ chỉnh về đây, và trong tuần này thì nó đã chỉnh về lại đúng cái biên ở đây, đó là biên 79.5, và trong tuần tới khả năng biên 79.5 này khó giữ với cái đà lao hiện tại như thế này, thì nó sẽ đi về vùng 78, gãy vùng 78 thì có vùng 76 ở đây, đây là vùng hỗ trợ cuối cùng của Vinhome ở trong nhịp này. Cổ phiếu VRE đó cũng đã có phân tích cho các anh chị một cái trend kỹ thuật ở trong xu hướng hiện tại, đó là gì? Đó là vùng kháng cự của nó ở đây hiện hữu ở vùng 36, và chắc chắn rằng là bao nhiêu, khoảng 8,2 nghìn anh chị em đã xem những cái bản tin video số 202 của Lê thì chắc chắn là sẽ không mua VRE ở vùng 36 đúng không anh chị, 36 36.5. Nhưng ở bên ngoài đâu đó vẫn có những nhà đầu tư họ không biết, họ không hiểu được cái quy luật vận động của cổ phiếu, và họ vẫn lên đến vùng 36 36.5 rồi họ vẫn tiếp tục mua, thì những cái nhà đầu tư đó họ đang thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm, thì họ sẽ mua phải những cái vùng kháng cự như thế này. Rồi ok các anh chị, về đây thì VRE sẽ có những cái nhịp chỉnh lại về quanh vùng 33 và hoặc vùng 32 ở đây, ở cái vùng này thì cũng sẽ có thêm đánh giá. Vinamilk hiện tại thì vẫn đang nằm ở trong một cái chiều dài tích lũy thôi, xu hướng ở đây đã phân tích rồi, dự chỉnh lại về quanh vùng 82, tuần tới khả năng sâu hơn sẽ là khoảng vùng 81 đến khoảng vùng 81.5. Nhìn chung lực cầu đang ngắn như thế này thì xu hướng chủ đạo của nó vẫn là xu hướng đi tích nền. GTN nó đã có một cái mô hình test nấm ở đây, đó là quanh vùng 17.3 đến vùng 7.5, lực phục hồi thì đã chạm lại vùng kháng cự 18.5 ở trong tuần vừa qua. Nhưng các anh chị nhìn thấy đây, bốn cây nến nó không thể bứt thoát được vùng 18.5, và phiên kết tuần nó đang có một cái dấu hiệu suy yếu, và với dấu hiệu này thì xác suất cao khả năng sẽ quay về quanh vùng 17.5 đến khoảng vùng 17.8. Ngành hàng không được kỳ vọng với sự phục hồi của ngành du lịch và những cái sự kích cầu của nền kinh tế. Chính vì vậy nên là ngành hàng không đã có một cái sự bứt phá khá là mạnh mẽ ở trong tuần vừa qua. Còn đối với mã cổ phiếu VRC nói riêng thì Hùng đã có phân tích cho các anh chị ở trong một cái trạng thái giao dịch của nó ở đây, các cái đáy
hình thành qua các cái thời kỳ, và mấu chốt ở trong thời điểm hiện tại của VLC đó là vùng 118 đến vùng 120. Đấy là điểm nhấn kỹ thuật, và hai lần bật về đây thì cổ phiếu này đã có một cái sức bật tương đối là tốt. Tuy nhiên tốt rồi thì chúng ta lại phải gợn phải nhớ lại đây các anh chị, đó lại phải nhớ lại đây, đây là gì ạ? Đây là cái vùng kháng cự ngắn, thì chắc chắn khi VDC chạm về 135 nó sẽ dội lại. Và các anh chị nhìn thấy đây, nó đã dội lại đây các anh chị, hai cây dội lại, cây ngày hôm nay nó quay lại test ở vùng 130. Thì xu hướng kỹ thuật tuần tới VDC khả năng nó sẽ đi ở quanh biên 130-135 trước khi mà phát đi tín hiệu tiếp theo. Cổ phiếu HVN được khuyến nghị đầu tư, HVN được khuyến nghị đầu tư các anh chị, HVN được khuyến nghị đầu tư. Và đối với HVN, đây bản tin video số, đây là ngày 8, ok, không sẽ tìm từ khóa HVN. Thì đối với mã cổ phiếu HVN thì cũng đã có phân tích tương đối là sớm, từ tận ngày, hình như là từ tận ngày 26 tháng 1, từ tận ngày 26 tháng 1. Khi đó thì HVN bắt đầu có những cái tín hiệu gì ạ các anh chị, tín hiệu thoát nền. Đó, tín hiệu thoát nền ở đây, tức là sau một cái giai đoạn mà cổ phiếu này bắt đầu đi trong một cái giao động tắt dần, đã có phân tích khá là kỹ một cái giao động tắt dần ở đây, và nó cái điểm nhấn kỹ thuật nằm ở vùng 22.5, sau đó bứt lên, thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta canh gom. Và sau khi gom xong thì cổ phiếu này đã break vùng 24, sau đó tiếp tục trong tuần vừa qua thì tiếp tục đạt lên cái ngưỡng target ở vùng 25, tiếp tục đạt lên ngưỡng 27. Như vậy là cái xu hướng của cổ phiếu này rất là tốt. Lực cầu đã duy trì tầm trên 5 triệu cổ phiếu, tức là dòng tiền đầu cơ đã bắt đầu bắt vào cổ phiếu này. Hiện tại chạm vùng kháng cự 27, đương nhiên đây là vùng kháng cự mạnh thì nó sẽ chỉnh cung, và cái điểm chỉnh cung kỹ thuật đang tính toán ở khoảng vùng 25.5 hoặc vùng 25.8, sâu hơn thì có thể tính ở vùng 25. Ở đây sẽ là các cái ngưỡng chỉnh cung kỹ thuật, nó sẽ lấp lại gap ở đây, và lấp gap xong thì chúng ta sẽ tiếp tục canh gom, tức là vì chúng ta đã có những vị thế thấp rồi thì khi cổ phiếu chỉnh cung sẽ là những cái thời điểm, những cái thời cơ rất tốt để chúng ta gom. Cổ phiếu Superdome Kiên Giang SKG cũng là một mã cổ phiếu rất quen thuộc của team, và nó kỳ vọng ở cái góc độ như thế nào, đó là kỳ vọng ở góc độ sự phục hồi của đảo Phú Quốc, đảo Ngọc Phú Quốc, đúng không anh chị? Tất nhiên đối với Superdome Kiên Giang hiện tại cái mức độ cạnh tranh của nó cực kỳ lớn. Vì sao? Thứ nhất là giá nguyên liệu của chúng ta sang tăng các anh chị thì nó sẽ tác động trực tiếp đến doanh nghiệp này. Thứ hai đó là hiện tại hãng hàng không Bamboo Airways và một số hãng khác thì không biết, nhưng chắc chắn Bamboo Airways đã có những chuyến bay thẳng từ thành phố Hải Phòng, từ Hà Nội bay thẳng đến đảo Ngọc Phú Quốc. Đấy là một trong những cái mức độ cạnh tranh rất lớn, và trước đây thì gần như Superdome Kiên Giang nó độc quyền cái tuyến biển đảo đó, nhưng đến thời điểm này thì nó đã rơi vào cái sự cạnh tranh rất là lớn. Chính vậy nên là chúng ta cũng sẽ phải dè chừng hơn. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì Hùng vẫn kỳ vọng khi mà du lịch được kích cầu trở lại thì đơn vị này nó cũng sẽ có những cái tác động tích cực lên. Rồi trên góc độ kỹ thuật thì nó cũng đã hình thành xong đủ 3 cái sóng chỉnh. Cổ phiếu này đã hình thành sóng chỉnh, đủ 3 sóng chỉnh ABC ở đây, và hiện tại thì nó đang công lại vùng 19.5. Đây là một cái vùng kháng cự tương đối là quan trọng. Cổ phiếu này đã khuyến nghị bắt rồi, và trong tuần tới thì xu hướng nó sẽ có ở khoảng vùng 17 chấm, đẹp sẽ ở khoảng vùng 17.4 đến khoảng vùng 18. Đây sẽ là vùng mà cổ phiếu Superdome Kiên Giang dự chỉnh kỹ thuật ở đây. Và vùng chỉnh kỹ thuật này thì chúng ta có thể canh bắt thêm Superdome Kiên Giang. Với mức độ kỳ vọng đầu tiên là cổ phiếu này sẽ phải có một lực cầu bơm trở lại để đánh vượt thoát vùng 21, tức là nó sẽ hình thành một cái sóng tăng ở đây. Thì đấy là một cái kỳ vọng đối với cổ phiếu này. TCT là một mã cổ phiếu mà được ông bắt tương đối sớm, và đến thời điểm hiện tại thì đang ghi nhận một mức lãi khoảng tầm độ 34%. 33-34% gì đó, và nó đã đạt được những cái target trong phân tích kỹ thuật, đó là vùng 38, và hiện tại đang công target vùng 43. Trên góc độ tín hiệu tuần thì lịch sử tạo lập của TCT cũng khá tốt, tức là nó đã có một nhịp đánh khoảng từ vùng 6.5 lên đến khoảng vùng 60. Như vậy thì nhịp này đánh từ khoảng vùng 25 thì chẳng nhẽ không lên được 50, đúng không ạ? Như vậy thì khả năng trong nhịp này cũng đang kỳ vọng target tiếp theo của TCT ở khoảng vùng 50. Mạnh hơn sẽ là vùng 56 đến 60, đó cũng là nó là thể hiện cái sự kỳ vọng du lịch của Đà Nẵng tiếp tục được kích cầu và được quay trở lại. Mã cổ phiếu VTD trong bản tin tuần trước thì cũng có phân tích cho các anh chị rồi. Hiện tại là nó cũng đang có một cái trend kỹ thuật tương đối là tốt ở trên trend tuần. Khi nó hình thành được một cái nền tảng tích lũy ở vùng 14.3 đến vùng 15 rất là tuyệt vời trong thời gian vừa qua. Đây là những cái cơ sở rất là quan trọng để VTD có thể có một trend kỹ thuật dài. Đó, 14.5.
Thì đối với VTD là như vậy, và trong team thì hôm nay cũng đã có những cái phân tích khuyến nghị cho các anh chị. Hiện tại cổ phiếu này đang trả cung ở biên 7.5 đến biên 8, như vậy là chúng ta có thể canh gom thêm tỷ trọng đây. Còn nếu mà nó chỉnh sâu sâu hơn một tí ở dưới này thì càng tốt, tức là chúng ta lại càng có thêm cái cơ hội để gom cổ phiếu VTD ở trong một cái xu hướng đánh dài, đó, một cái kỳ vọng dài, đúng không? Cổ phiếu Mansan MSN đến thời điểm hiện tại thì cũng có thể nhìn nhận ở trên góc độ là gì? À, vùng tích lũy ở biên 140-141.5 cơ bản ổn, và trong tuần vừa qua nó đi ở biên 145, kháng cự ngắn của nó ở đây vùng 153. Điều quan trọng hiện tại đó là cầu, cổ phiếu này cần phải có quay lại một cái lực cầu nó tương đối ổn định ở khoảng tầm quanh 3 đến 4 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì như vậy là cổ phiếu này sẽ bắt đầu quay lại một cái chu kỳ hoạt động bình thường. Với các tài khoản cầm thì chúng ta có thể cầm thêm một số các cái trụ khác, gồm có trụ BVH. Thì BVH ở trong các bản tin gần đây thì cũng có phân tích cho các anh chị rồi, cái đó cũng không có nói lại nữa. Và trong tuần thì BVH cũng đã chính thức hoàn thành một cái target 1 đi, nói cái target 1 như vậy. Target 1 của BVH đã chính thức hoàn thành, đạt được đó là vùng vùng kháng cự kỹ thuật của nó ở đây các anh chị, ở vùng 56 đến khoảng ở đây, mạnh hơn thì vùng 57, nhưng vùng 57 chưa đạt được. Tức là khi mà cổ phiếu quay lại đến cái vùng 56 57 đây thì xu hướng nó sẽ chỉnh cung, và cái câu chuyện chỉnh cung sẽ là những cái cơ hội để chúng ta gom gom những cái cổ những cái điểm gom rất là đẹp ở đây. Tuần tới thì các anh chị chú ý vùng 54.5, vùng sâu hơn thì chúng ta có thể tính toán ở vùng 54, thậm chí là vùng 53. Đó là những cái vùng mà chúng ta dự báo rằng BVH sẽ quay trở lại test lại cung cầu ở những cái vùng này. Chờ đợi một cái tuần giao dịch bùng nổ với lực cầu của BVH đâu đó đạt trung bình nó khoảng tầm trên 1 triệu đến khoảng tầm 1,2 triệu cổ phiếu là ok. MVDG có những kỳ vọng gì? Nó thuộc ngành bán lẻ và nó cũng đang có những kỳ vọng nhất định của năm 2022. Nhìn về xu hướng ngắn hạn thì không có nhiều yếu tố đột biến về mặt kỹ thuật. Vùng 127 là vùng hỗ trợ. Hiện tại đây có vùng 139 là vùng kháng cự và đỉnh cũ của nó. Chúng ta đã có phân tích đây là vùng 145. Với tín hiệu này thì tuần tới xu hướng sẽ đi về vùng 137-140 đó, và sau đó thì sẽ đánh giá thêm. PNG là một trong những cái trụ được đánh giá tốt và được khuyến nghị cũng như là báo để các anh chị em, những anh chị nào mà đã đồng hành cùng với team của ông Lê ở trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, thì các anh chị cũng có thể tham gia đầu tư. Và những cái nhịp mà chúng ta có phân tích một cái sóng tăng, gọi là sóng hồi trở lại của PNG từ vùng hỗ trợ kỹ thuật 92 đến vùng 93. Trong tuần vừa qua thì PNG tiếp tục công lên cái vùng kháng cự 110 này tương đối đẹp. 3 phiên quay lại chỉnh cung, và những cái điểm chỉnh cung như thế này thì cũng được đánh giá là rất là ok. Như vậy thì mấu chốt vấn đề của PNG bây giờ còn lại đó là vùng 110 đây. Đây là một cái vùng cản tâm lý tương đối mạnh, chính vậy nên là cổ phiếu nó sẽ cần thêm cái mức độ tích lũy. Và vùng tích lũy của PNG thì cũng đã dự ở đây rồi, đó là khoảng vùng 101.5 đến quanh 103, đấy là vùng tích lũy đẹp. Cơ điện lạnh G cơ điện lạnh G cũng là một mã cổ phiếu thường xuyên được phân tích và theo khá là sát cái trang kỹ thuật của em này. Ở trong nhịp cũ thì G đã chính thức test được cái vùng 63-63.5 ở đây, và nó đã hình thành một nhịp tăng. Nhịp tăng này chạm lại vùng kháng cự 70 ở đây thì nó đang có những cái cây nến đan xen tăng giảm khác nhau. Nhìn về xu hướng của G ở trong nhịp này thì ở khoảng vùng 67 đến khoảng vùng 68 ở đây là vùng kỹ thuật mà G có thể quay trở lại test cung kỹ thuật, và vùng này thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá về em G. Rồi, bây giờ mình sẽ đi phân tích một cái nhóm ngành rất là quan trọng và cũng gắn liền với rất nhiều anh chị em nhà đầu tư. Chúng ta sẽ phân tích nhóm thép trước. Thì đầu tiên sẽ là HPG. Nhóm thép ở trong cái thời điểm vừa qua nó đã có những cái biến động tương đối là mạnh, và trong bản tin tuần thì mình đã có phân tích rất là cụ thể về cái xu hướng của Hòa Phát đó là gì. Đó là sau khi mà nó test ở vùng 40 thì nó sẽ có những cái điểm gọi là điểm hình nón đây, sẽ có điểm test lại 42 hoặc sâu hơn nó sẽ test lại 40 trong cái tuần vừa qua. Thì trong tuần vừa qua nó test tương đối khỏe, đó là nó chỉ test về vùng 42 thôi. Cây nến của phiên giao dịch ngày thứ ba, cổ phiếu này đã bứt thoát lên được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ quan trọng của Hòa Phát, đó là vùng 44 đến vùng 45. Trong tuần thì nó cũng đã có những thời điểm chạm lên vùng 48 đến vùng 49 ở đây. Đây là vùng kháng cự tương đối là dày của Hòa Phát. Đây là vùng kháng cự rất là quan trọng.
Vậy thì xu hướng tuần tới trên những cái góc độ kỹ thuật thì Hùng dự báo rằng Hòa Phát sẽ quay lại test những cái điểm test cung lại quanh vùng 46, 45 và 44 ở đây, thậm chí nó có thể lấp lại ở vùng 44. Đây sẽ là những cái cơ sở quan trọng tiếp theo để chúng ta đánh giá cái năng lực phục hồi của Hòa Phát nói riêng và nhóm thép nói chung. Để đánh giá một cái trang kỹ thuật thì các anh chị bám sát giúp Hùng những cái điểm này. Cổ phiếu HSG cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Nhiệm vụ của Hoa Sen nó đã thực hiện thành công ở trong tuần vừa qua, đó là nó không phá vỡ cái cấu trúc ở quanh vùng giá 30. Phiên giao dịch của ngày thứ 3 nó đã break và nó kéo lại được vùng 32-32.5. Đó là một cái gì ạ các anh chị? Là một vùng đệm rất là quan trọng ở đây. Khi nó lấy lại được cái vùng đệm rất là quan trọng ở đây thì cái cơ hội phục hồi của nó là sáng đó. Và tín hiệu trong tuần thì nó lại đẩy lại cái vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 37.5 đến khoảng vùng 38. Và khi chạm lại cái vùng này thì chắc chắn cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm lừng khừng ở đây. Thì chúng ta sẽ kỳ vọng gì? Kỳ vọng là Hoa Sen sẽ test lại quanh vùng 36, đây là 35 và 34. Đấy là những cái ngưỡng test lại để kiểm tra lại cung cầu bên này. Và khi nó xây được cái biên 34 đến biên 35 này ổn định, đó, ông vừa nói như vậy, ổn định rồi, thì lúc đó chúng ta tích lũy thêm cái nền tảng của Hoa Sen nó cũng sẽ rất là ok. Nam Kim thì phiên ngày hôm nay tương đối khỏe đấy, nhìn cái lực đánh tương đối khỏe, lực cầu vẫn tiếp tục duy trì ổn định ở quanh 7 triệu cổ phiếu trên một phiên. Thì đối với Nam Kim trong tuần vừa qua nó cũng đã có những cái yếu tố tích cực, đó là nó không bị phá vỡ vùng đây, đó là vùng 30. Và phiên giao dịch của ngày thứ 3 nó cũng chính thức, phiên ngày thứ 2 nó đã lấy lại được rồi. Tức là khi lấy lại được cái vùng đệm 33 đến 32, 32 đến 33, đấy là một cái vùng đệm rất là quan trọng của Nam Kim để nó xác nhận rằng là có một cái lực gọi là bẻ cái xu hướng chỉnh giảm ở đây. Và lực cầu tiếp tục duy trì khá là tốt trong cả tuần vừa qua, tức là lực cầu duy trì của Nam Kim rất là tốt. Và hiện tại thì nó đang tiệm cận lại vùng 38.7, đây là một cái vùng kháng cự tương đối quan trọng. Trước khi mà nó công cái vùng kháng cự trên cao này của nó ở đây, đó là khoảng vùng giá 41.5. Thì tuần tới chúng ta sẽ kỳ vọng là Nam Kim sẽ quay lại test và những cái điểm test kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 36 hoặc thậm chí sâu hơn. Chúng ta thì tính ở biên 35 đến 36 như vậy là ok. TLH cũng đã có một lực kéo tương đối là tốt, và trong tuần vừa qua thì TLH cũng làm khá tốt nhiệm vụ, đó là không bị gãy vùng 16. Lực hồi phục này thì đã đưa TLH về lại vùng 20, đây là vùng kháng cự tương đối là dày và nó đang hình thành lại một cái biên tích lũy đây. Nhìn trên góc độ các cái yếu tố kỹ thuật thì khả năng cao sau khi mà cổ phiếu này đã có một cái lực bật về ở quanh vùng giá 20 thì nó sẽ có những điểm chỉnh cung, và những điểm chỉnh cung kỹ thuật sẽ nằm ở khoảng vùng 17.5 đến khoảng vùng 18.3. TVN thì nó sẽ có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 14.5, tức là sau khi mà nó chạm về đấy, các anh chị nhìn thấy ở đây chính là cái vùng kháng cự tương đối dày của nó ở đây, là quanh vùng 15 năm đến khoảng vùng 16, và cổ phiếu này sẽ bắt đầu đi test cung, và những cái điểm test cung nó sẽ ở quanh vùng 14.5. Mpom POM thì tuần vừa qua nó cũng đã có một cái lực phục hồi khi POM chạm lại ở đây, đó là vùng 12 năm, vùng 12.5 đến vùng 13 các anh chị, thì POM cũng đã phục hồi chung với cả nhóm thép và nó chạm lại vùng kháng cự ngắn ở đây là vùng 16 thì nó đã có một cây chỉnh giảm. Xu hướng kỹ thuật thì trong tuần tới POM nó cũng sẽ nằm ở khoảng biên 14 đến khoảng 14.4, đó là vùng test hỗ trợ kỹ thuật của POM, khá là đẹp ở đây. Và tuần tới thì sẽ là tuần mà chúng ta sẽ canh để chúng ta gom và chiến đấu nhóm thép. Những anh chị, những cái tài khoản nào mà chúng ta đang cầm thép hoặc là có ý định mở mua nhóm thép ở trong tuần mới thì tuần tới sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật rất là quan trọng để chúng ta tiếp tục đánh giá cái trang kỹ thuật tiếp theo của nhóm thép. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một cái nhóm ngành cũng tương đối khá là quan trọng, đó là nhóm ngành dầu khí. Thì thời điểm hiện tại thì như anh chị em của chúng ta cũng biết, đó là cái thị trường năng lượng hiện tại đang khá là biến động, đúng không anh chị? Và nó trở thành một cái chủ đề rất là hot ở trên thị trường tài chính, thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Và nó tác động đến từng ngôi nhà, từng ngõ, từng nhà, và nó tác động đến cả bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Bởi vì khi xăng tăng thì nó đã đẩy hết tất cả những cái thứ liên lụy tiếp theo, nó đi vào từng bữa ăn, nó đi vào từng cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta.
giá tiêu dùng nó sẽ đắt đỏ hơn, lạm phát nó sẽ tăng mạnh mẽ hơn và chúng ta sẽ khó khăn hơn. Bởi vì sao? Bởi vì sau một cái sự phục hồi về cái nền kinh tế thì cái nguồn năng lượng nó sẽ tốn tương đối là nhiều, và đặc biệt đó là xăng dầu. Các anh chị biết rồi, ngày hôm nay xăng tiếp tục tăng. Và cùng với đó thì khi mà cái giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh như vậy á, thì nó sẽ có những cái tác động tích cực lên nhóm cổ phiếu P. Tuy nhiên với cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì nó lại đang có những cái mặt tiêu cực đó, nên là chúng ta cũng sẽ đáng lưu tâm trong trường hợp nếu như xăng tăng thì lạm phát nó sẽ tăng tương đối lớn. Hiện tại đối với cổ phiếu GAT ở đây thì kháng cự đây 115-120, đây là cái vùng kháng cự mà trong tuần chúng ta đang phân tích và nói đến. Một cái yếu tố kỹ thuật tương đối quan trọng của GAT ở trong tuần vừa qua, vùng 110 cổ phiếu này không bị phá, như vậy là tạm ổn. Tuần mới thì nó sẽ kiểm tra lại vùng 110, khả năng xu hướng mà đẹp thì nó sẽ quay về 105-107 ở đây, nó tích lũy lại ở đây, và đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta canh mua hợp lý. Đấy, PLX đang công đó, các anh chị nhìn thấy đây, công vùng kháng cự 61.5, đây là vùng kháng cự mạnh ở đây, thì nó sang đây có vùng kháng cự mạnh đây, ba phiên đúng không, cổ phiếu này không break được, và đến phiên kết tuần thì nó đã phải chấp nhận, gọi là gì, chấp nhận là thất bại, đây gọi tạm gọi là một tín hiệu thất bại khi mà cổ phiếu công kháng cự tuần. Thì thông thường chúng ta sẽ gặp vùng kháng cự, chúng ta có thể chốt bớt một phần, và sau đó chúng ta sẽ cover lại hàng, tức là chúng ta mua lại hàng ở cái vùng hỗ trợ thấp. Thì xu hướng ở đây đó là vùng 58 đến khoảng vùng 58.8. Ở đây sẽ là vùng mà dự chỉnh của PLX ở trong tuần giao dịch mới, nó sẽ kiểm tra cung cầu ở vùng này trước khi mà phát đi những cái tín hiệu tiếp theo. Cổ phiếu PET thì nó được xếp vào cái nhóm ngành bán lẻ, tuy nhiên thì vẫn phân tích vào trong nhóm P. Cái thằng này nó cũng đa ngành nghề lắm. Hôm tuần vừa rồi thì Hùng mới bắt đầu phân tích mổ xẻ nó ra. Nó có bất động sản này, cho thuê văn phòng này, rồi làm bình ga này, rồi tùm lum tà la. Nói chung cái đăng ký ngành nghề thì kinh doanh của nó cũng đủ các thứ. Và đâu đó thì có bán cả máy tính, điện thoại, vân vân. Nói chung là nó cũng khá là nhiều ngành nghề, tức là gọi là đa ngành nghề. Nó giống như thằng C2 ấy. Nó vừa xây lắp, vừa hạ tầng, vừa cơ điện lạnh, rồi vừa đầu tư vào các cái doanh nghiệp ngành nước, vân 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 vân. Nó cũng như vậy, cái thằng cha này nó cũng gần gần như vậy. Thì ở đây PET đang công lại vùng kháng cự, ở đây là vùng 39 đến vùng 40, thì chúng ta cứ tạm thời tốt hay không thì chưa biết, nhưng ở gần vùng kháng cự rồi thì chúng ta sẽ hạn chế mua đuổi. Tuần tới nó sẽ có xu hướng kiểm tra lại vùng 36.5 đến vùng 37.5, tức là khi chạm kháng cự này thì xu hướng đấy các anh chị này, đó, xu hướng nó sẽ test lại nền. Và cái điểm tích cực nhất của PET ở trong thời điểm hiện tại đó, để xem nào, điểm tích cực nhất có thể nói đến ở trong thời điểm hiện tại đó là gần như bây giờ cái trend kỹ thuật của nó vẫn đang là một cái trend tăng, nó chưa bị phá vỡ cái cấu trúc tăng trung hạn của cổ phiếu PET đó. Chúng ta có thể vẽ một cái đường trend line này thì chúng ta đều hiểu là cái cách thức vận động cổ phiếu đang khá là tốt. Và cái điểm nhấn kỹ thuật của nó ở đây đó là vùng giá 34, biên 34.5 đến khoảng biên 35, đang là những cái vùng đệm rất tốt của PET ở đây, và khi cổ phiếu chỉnh về thì các anh chị có thể canh gom. PVT đã hoàn thành một cái nhịp gọi là nhịp hồi kỹ thuật ở đây, và nhịp hồi này thì nó đã chạm lại vùng 23.5 ở đây nên nó sẽ chỉnh cung thôi. Tuần tới sẽ quan sát thêm ở vùng 22.5. MPX phân tích luôn. Thì đối với PX có phân tích ở trong một cái chiều dài tương đối là sâu và sát đối với cổ phiếu này. Ngắn hạn thì chúng ta sẽ đang đánh giá em này ở khoảng quanh vùng 10, sau một cái nhịp test nấm ở đây, dự kiến sẽ hồi phục lại ở quanh cái vùng kháng cự 11.7 đến vùng 12, và tại vùng này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Đối với PX, chúng ta sẽ nhìn nhận ở trên tuần, nếu không nhớ không nhầm thì cũng đã có phân tích cho các anh chị đây. Đó thì ở vùng 10 đến khoảng vùng 10.5, đó là những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật, và thậm chí có thể cho phép em này test lại ở biên 8 đến biên 8.5, tức là nó hình thành một cái mô hình V kép ở đây, để hình thành một cái sóng tăng thứ hai ở đây, thì nó cũng sẽ rất là quan trọng để chúng ta có thêm những cái đánh giá kỹ thuật của PX.
PVS trong tuần vừa qua nó tiếp tục công kháng cự kỹ thuật ở đây, như vậy là nó có ba cái cây xiên lên đúng không anh chị, và ba cây xiên lên này thì nó đang gặp phải vùng kháng cự 29.5, vùng 30, đây là vùng mà các anh chị có hàng canh chốt ở vùng hỗ trợ kỹ thuật biên 27.3 có thể canh gom. PVD xem nào, PVD đây trong tuần thì có hai vùng dự chỉnh, một là quanh 30, hai là quanh 29, nhưng trong tuần qua thì nó chỉ chỉnh về quanh 30 thôi. Kháng cự ngắn là vùng 32. Nhìn về xu hướng kỹ thuật này thì PVD sang tuần tới xu hướng sẽ đi tích thêm nền ở biên 30 đến khoảng biên 30.5. Lực cầu đang bị mất hút như thế này thì nó cổ phiếu nó cũng sẽ chưa thể tăng ngay được các anh chị. BSR hiện tại cũng đang là tâm điểm ở trên thị trường chứng khoán, bởi nó là một trong những cái công ty lọc hóa dầu rất là quan trọng đúng không các anh chị, trong thời điểm hiện tại, và nó cũng được kỳ vọng là nó sẽ tạo nên những cái biên độ lợi nhuận đột biến ở trong quý các quý tiếp theo. Và trong các cái bản tin phân tích tuần thì có để đề cập đến là BSR hiện tại thì cái trend kỹ thuật của nó vẫn đang được giữ. Trong bản tin tuần có phân tích hai yếu tố kỹ thuật hỗ trợ ở vùng 24, thậm chí có thể cho phép sâu hơn, BSR có thể đánh về vùng 23 vẫn là bình thường, tức là nó vẫn đang giữ được cái trend kỹ thuật. Thì những cái nhịp chỉnh cung đó là nó chỉ mang cái tính kỹ thuật thôi, nhưng trong tuần chúng ta thấy rằng BSR đang giao dịch tương đối tốt. Có những cái điểm test kỹ thuật về quanh vùng 26, nó sau khi break vùng 26 thì nó test đây các anh chị này, có một điểm cây test về vùng 26 tương đối đẹp. Ở phiên giao dịch ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay thì BSR đã công lại vùng 27 cộng với một lực cầu tương đối tốt, lực cầu như thế này tương đối tốt rồi. Sang tuần tới thì nó sẽ có những cái điểm tích ở quanh vùng 27, quanh vùng 27. Nhịp này thì sáng là BSR sẽ lên khoảng vùng 3x. POVK hiện tại lực cầu cũng đang duy trì tương đối là tốt, nó đã đạt được một cái lực cầu trung bình khoảng tầm trên 20 triệu cổ phiếu trên một phiên, như vậy là cực kỳ là ok rồi các anh chị. Đó, lực cầu như vậy là rất là ok rồi. Thì đây chúng ta nói lại một tí, đó là POVK đã có một cái nhịp test mô hình nấm ở đây ở quanh biên 15.5. Nhịp này thì dự POVK sẽ kéo lên vùng 18.5, như vậy là nó cũng đã đạt cái target của nhịp hồi. Gặp nhịp hồi này rồi á, đây xu hướng nó sẽ chỉnh lại quanh vùng 7.5 đến vùng 18, tuần tới nó sẽ khả năng nó sẽ quay về test ở đây. Lực cầu tiếp tục ổn định duy trì tốt và nó có một cái cây nến chém thủng vùng 18.5 thì đấy là cái cơ hội để cho POVK tiếp tục hành trình về biên 20. Dự nhịp này nó sẽ đi về, tức là đạt cái target cũ ở đây, khoảng vùng 20 đến khoảng vùng 20.5, sau đó sẽ đánh giá thêm. OI ở trong thời điểm hiện tại, sau khi mà OI đạt target 20 thì OI chỉnh xong rồi thì chúng ta có phân tích một cái điểm nhấn kỹ thuật quanh vùng 7.5, biên 17.7 đến khoảng biên 18 ở đây cũng đang tương đối là ok, có thể thu gom thêm. Sang tuần tới thì OI có thể có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật quanh vùng 17.7 đến khoảng vùng 18, tức là nó test lại cái nấm ở đây. Ở bên này, điểm test này ổn định và lực cầu, chúng ta sẽ kỳ vọng thêm cái lực cầu của OI nó phải đánh khoảng tầm trung bình khoảng tầm trên 3 triệu rưỡi đến khoảng tầm 4 triệu cổ phiếu trên một phiên thì như vậy nó mới đạt. Còn hiện tại thì nó chỉ mới đạt được khoảng tầm độ 2 triệu rưỡi như thế này thì nó đang ở một cái xu hướng là tích lũy nền. Rồi, nhóm P thì chúng ta sẽ đi phân tích những cái mã cổ phiếu cơ bản như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích sang một cái nhóm ngành cũng tương đối là quan trọng. Nó là rường cột của thị trường và trong cái thời gian vừa qua thì nó đã có những cái vai trò rất quan trọng, rất lớn để đỡ nhịp cho thị trường, để đỡ nhịp cho index ở quanh vùng 1480, 1490 và một vùng 1500 điểm. Đó là phải nhờ công rất lớn, chính xác là như vậy, phải nhờ công rất lớn của nhóm ngành bank và nhóm ngành chứng khoán. Thì cũng sẽ đi phân tích nhóm bank. Đối với Vietcombank ở đây chúng ta có target 9.95 và kể từ tuần trước thì cổ phiếu này đã bắt đầu chỉnh cung. Ở trong tuần vừa qua nó tiếp tục đi xây ngang ở biên 88.5 đến biên 90. Đây là một cái sự vận động rất là thông thường của cổ phiếu Vietcombank. Trong tuần tới thì nó sẽ tiếp tục, khả năng nó sẽ tiếp tục test lại biên 88.5. Trong trường hợp nếu như thủng vùng 88.5 thì
Các anh chị chúng ta sẽ phải tính toán thêm cái tọa độ, tức là chỉnh cung hợp lý trong nhịp này. Theo như quan điểm kỹ thuật cùng thì Vietcombank sẽ chỉnh về quanh khoảng vùng 83, 83 đến vùng 84. Ở vùng này thì cổ phiếu tích lũy trở lại đây và sẽ hình thành một cái nhịp sóng tăng tiếp ở đây. Như vậy thì nó sẽ tăng rất là bền. Đó. Sau một nhịp tăng, chốt lãi chỉnh cung rũ hết và về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tích lũy để tiếp tục vượt thoát đi lên. Mã cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu BIDV. BIDV thì cũng đã có một cái lực đánh dòng tiền tương đối là tốt. Hiện tại thì về xét về mặt target là nó đã hoàn thành vùng 47.5 và chúng ta đang hướng cái target của BIDV lên vùng 52. Biên tích lũy kỹ thuật của BIDV ở trong thời điểm hiện tại có phân tích rồi, 46.5. Trong trường hợp nếu như BIDV không thủng vùng 45, tức là vùng 45 trở thành một cái vùng đệm rất quan trọng đây, không gãy vùng 45 thì cứ cầm, gãy thì té. Em tiếp theo đó là cổ phiếu CTG. Thì CTG hiện tại xét về trend kỹ thuật của CTG cũng đang tương đối là đẹp. Nếu chúng ta vẽ một cái đường trend line, cái này thì ai cũng biết đó, và nó đang đi trượt theo cái đường trend thì rất là ok. Đã có những cái điểm dự chỉnh quanh vùng 36 và các anh chị có thể nhìn thấy những cây nến test lại về vùng 36 ở đây. Trong tuần tới thì cổ phiếu CTG cái xu hướng mà tích nền ở trên vùng 36 cộng thì khả năng sẽ vẫn còn tiếp diễn, và nó phải có những cái lực cầu mà đã đánh khoảng tầm độ 18 triệu đến 20 triệu cổ phiếu trên một phiên đó, thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà cái xu hướng bứt thoát của công thương nó sẽ mạnh mẽ hơn. Vùng kháng cự 38, 39 vẫn đang hiện hữu, tức là chúng ta đang hướng về cái target về vùng 38 đến vùng 39 của công thương. Cổ phiếu ACB, ACB được phân tích khuyến nghị đầu tư. Trong thời điểm hiện tại thì ACB cũng đã có một cái lực cầu tương đối là tốt rồi các anh chị, tương đối tốt rồi. Sau một nhịp mà ACB chạm về ở đây, chạm về vùng 35 thì cổ phiếu này đã có những cái điểm test kỹ thuật về quanh vùng 34, 34.3, rất là ok. Tuần vừa qua thì ACB tiếp tục có một lực cầu khá là bất thường ở trong phiên giao dịch của ngày thứ ba, gần 30 triệu cổ phiếu đã kéo cổ phiếu này về lại vùng 35.5. Biên hình thành tích lũy kỹ thuật của ACB trong tuần tới nó sẽ ở 35.2 đến khoảng 35.5. Ở đây sẽ là những cái vùng tích cung tạo đáy tạo nền ở một cái xu hướng cấp 2 ở đây. Lực cầu tiếp tục ổn định ở khoảng tầm trên 10 triệu cổ phiếu thì đấy sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta nhận diện thêm xu hướng, và cổ phiếu này đánh breakout vùng 36 thì nó sẽ xác nhận xu hướng tăng điểm tiếp theo của ACB. Techcombank, vùng kháng cự của em này ở vùng 54, các anh chị nhìn thấy đây, trong tuần vừa qua nó 4 phiên giao dịch đúng không các anh chị, thậm chí là 5 phiên giao dịch nó không thể vượt thoát được cái vùng kháng cự đó. Cái vùng kháng cự nó có một cái ý nghĩa như vậy, tức là gì, tức là khi về cổ phiếu về vùng kháng cự có hàng chúng ta chốt bớt, thế thôi, nôm na nói như thế cho nó dễ hiểu. Rồi sau khi chốt bớt rồi thì chúng ta lại ke đây này, vùng 52, 52.3 này, 52.5 đến vùng 53 này, đây là vùng hỗ trợ thì các anh chị có thể canh gom thêm, nôm na là như vậy thôi. 54 chốt bớt nhẹ nhẹ dưới này gom thêm. Nhìn về trend kỹ thuật nhịp này xác suất tách đánh vượt vùng 54 là cao, và xu hướng thì nó sẽ đi về khoảng vùng 55 đến vùng 56, đây là cái dự báo của tách. TP Bank cái đội oánh nó khá là hay đúng không các anh chị, nhìn về đội oánh hay, nhưng mà cái cổ phiếu này thì Hùng Lê cũng khá là khó bắt nhịp. Thông thường thì cái cách tạo lập là có phân tích rồi, đó là nó đánh lên một nhịp và nó rũ khoảng tầm độ 50% cái nhịp tăng đó, thì đây cũng hoàn toàn tương tự như vậy này. Đó, cái nhịp này nó đánh ở đây, từ đây lên đến đây thì cho lên đây đi và nó rũ một phát ở đây thì nó cũng có dò tìm lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 38. Sau đó thì nhịp này nó đang đánh lên, cây nến này đánh lên thì có 3 cây trả, cây nến này đánh lên thì khả năng nó sẽ có thêm một cái cây lừng cừng ở đây, và sau đó nó sẽ có thêm những cây trả để trước khi mà nó có thể công thêm đây. Tức là nôm na là nhịp này target ở khoảng quanh vùng 45, nói thế cho nó dễ hiểu. MEB là một mã cổ phiếu cũng đang rất là hay ở trên trang kỹ thuật của nhóm banh. Dòng tiền đã có những cái sự tích lũy ở khoảng trên 25 triệu cổ phiếu trên một phiên, và hiện tại trang kỹ thuật của MEB cũng đẹp. Tức là trong nhóm banh thì các anh chị lưu ý này, ACB là 1 này, Công Thương là 2 này, BIDV là 3 này, ACB MEB là 4 này, cổ phiếu STB là 5 và Liên Việt Quốc Banh là 6.
Đấy là 6 cái mã cổ phiếu mà đang còn những cái trend kỹ thuật tương đối là ok và dự kiến có thể đi dài được. Thì MBB ở đây trong tuần vừa qua vùng 33.5 tương đối ổn này, và nó có một cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật ở đây là vùng 32.5 đến vùng 33. Trong tuần thì nó chỉ có một cây nến test về vùng 33 đấy thôi, sau đó nó bật lên. Xu hướng ở nhịp này thì MBB chúng ta vẫn đang xây target ở khoảng quanh vùng 35. HD Bank tuần vừa qua nó cũng đã chính thức là nó đạt cái target mục tiêu, đó là công về vùng kháng cự 32. Gặp kháng cự thì chỉnh thôi, và biên test kỹ thuật của nó sẽ ở quanh vùng 30.5 đến vùng 31. Đây sẽ là những cái vùng giá mục tiêu mà anh chị có thể canh thu gom. Chứ chúng ta sẽ không thu gom ở vùng 32 mà chúng ta sẽ thu gom ở vùng dưới, đó là vùng 30.5 đến khoảng vùng 31. HD rồi, MBB phân tích rồi, sẽ đến con gì nhỉ, VPBank. VPBank thấy báo chí viết kinh lắm, nghe bảo dọa lên 8x, nhưng mà thực ra thì Hùng Lê ít đọc thông tin. Những cái thông tin báo đài viết đó, thì các anh chị sẽ phải phân tích một hướng khá là sâu. Nó có hai cách, một là viết xấu sẽ cũng được trả phí, mà viết tốt cũng sẽ được trả phí. Tức là nói chung là những cái bài báo trên đó là đều được thuê hết. Ví dụ Hùng Lê đang nắm một cái doanh nghiệp nào đó, Hùng muốn lái theo một cái chiều nào đó, thì Hùng lại thuê một ông, ông viết tôi bài này đó, ông viết hay, viết đẹp vào thì từ bao nhiêu tiền, mà ông viết dở dở thì từ bao nhiêu tiền, và thậm chí là nó còn đếm số từ đó, ví dụ như vậy, từ càng dài thì nôm na càng nhiều tiền. Thì đấy là những cái thông tin mà nó sẽ tất nhiên là những cái bài báo tốt thì chúng ta rất là ok, nhưng mà có những cái bài báo mà nó lái theo những cái mục đích của một cái tổ chức hoặc là một cái ý đồ nào đó, thì như vậy là chúng ta sẽ vô hình dung, là chúng ta đọc và chúng ta làm theo thì chúng ta sẽ bị sai. Và Hùng có một cái nguyên tắc, đó là gì? Thông tin có đọc ok, và sau khi đọc xong thì chúng ta phải chiếu lên hệ quy chiếu, đó là hệ quy chiếu về cơ bản, hệ quy chiếu về kỹ thuật đó, và hệ quy chiếu về kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu thì chúng ta mua, không đáp ứng được thì ông viết trời viết đất thì tôi cũng ngồi tôi nghe cho nó vui. Bởi vì kinh nghiệm 10 năm chiến đấu ở trên thị trường rồi, nó nhiều trông gai, nhiều bẫy lắm ngay anh chị, sơ sẩy cái là nó đập mình chết ngay, nên là mình phải rất là thận trọng. Còn các anh chị, nếu những anh chị em mà xem nhiều cái bản tin của Hùng Lê thì các anh chị thấy rằng là Hùng Lê làm việc như thế nào rất là ok. Trong mọi cái phân tích của Hùng Lê luôn hướng đến cộng đồng nhà đầu tư, luôn hướng đến người lao động chất phác đó, những người lao động thực sự và những nhà đầu tư thực sự ở trên thị trường chứng khoán. Không bao giờ khuyến nghị các anh chị hoặc không bao giờ xúi dục các anh chị làm một cái điều gì đó mà trái với lương tâm của chính cá nhân Hùng Lê. Tức là cái sự thành công của các anh chị ở trên cộng đồng nhà đầu tư thì đấy là sự thành công của Hùng Lê, đúng không? Mặc dù các anh chị không có trả lương như Hùng, không có làm cái gì hết, nhưng ít nhất là các anh chị nhận được cái đó thì các anh chị sau có đi ngồi uống nước với thằng bạn, đúng không? Giới thiệu bạn, mày ơi, tao xem cái kênh của thằng cha này nó hay lắm, mày mà đầu tư chứng khoán mày nghe hộ đi, mày nghe xem có được không? Ví dụ như thế thì ít nhất là chúng ta được cái gì? Được cái sự chia sẻ chân thành đó. Đó, vậy thì các anh chị ngẫm lại, chúng ta còn xem lại, đúng không? Trong một cái hành trình rất là dài rồi, đó, tất cả những cái phân tích của Hùng luôn hướng đến những cái điều tốt nhất, tối ưu nhất dành cho các anh chị. Ngoài ra không có cái gì là xấu xa cả. Đấy, nên là các anh chị đừng có mắng Hùng Lê. Rồi, VPBank ở đây là nó vùng 38 đến vùng 39, vùng kháng cự đấy các anh chị này. Ở đấy, lên đây chết này, lên đây chết này, lên đây chết này, thì lên đây cũng không biết như nào, nhưng mà ba cây nến như này thì đang tạm gọi là suy yếu. Với sự suy yếu này, tuần tới chúng ta sẽ quan sát ở vùng 36, 35.5 đến khoảng vùng 36 các anh chị. Rồi chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu tiếp theo, STB. STB thì lực đánh của dòng tiền cũng đang duy trì tương đối tốt ở mã cổ phiếu này, tầm trung bình 30 đến 33 triệu cổ phiếu trên một phiên là ok. Ngắn hạn nó đang công kháng cự 37 nhưng mà cũng chạy chật đấy, hai tuần vừa qua nó chưa công thủng. Góc độ kỹ thuật thì có vùng 34, thậm chí là STB có thể quay test lại vùng 33 thì Hùng vẫn có thể chấp nhận được, là nó là cái trend, gọi là cái xu hướng kỹ thuật của nó vẫn là ok, 32 quanh vùng 32 đến vùng 33. Còn trong trường hợp nếu như mà cổ phiếu này bị mất vùng 32 thì như vậy là nó xác nhận rằng là nó không thể công được vùng 37 và xu hướng nó sẽ quay lại nền, và đấy là những cái thời điểm nếu chúng ta đang cầm thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải bán bớt cổ phiếu STB. Chúng ta hành động theo xu hướng cổ phiếu các anh chị, và chúng ta không chống lại xu hướng. Đó là quan điểm kỹ thuật của Hùng Lê trong suốt quá trình phân tích đầu tư cũng như trong suốt quá trình chiến đấu ở trên thị trường.
Nhìn về mặt SHB ở đây, chúng ta có vùng kháng cự ở đây, vùng 24 đến vùng 25, về đến vùng này các anh chị đừng có đua nữa. Đấy, lên đây chết nhá, đây chết này, đây chết này, đây chết này. Đó thì không có gì mà chúng ta lên đến cái vùng này mà chúng ta lại cứ xung phong đi, nhưng mà thằng khác đằng sau nó bắn. Đó, ví dụ thế. Không được. Các bác cứ xung phong đi. Đó, em có xung phong thì em sẽ xung phong lên này, vùng 22.8, vùng 23, tức là sau khi nó chạm về đây nó có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở ở cái biên ở biên này. 22.8 22.8, ok, đấy là những cái điểm chúng ta có thể cánh ngon. STB phân tích rồi, Liên Việt Postbank, Liên Việt Postbank cũng là một mã cổ phiếu rất là hay, và cũng khuyến nghị anh em trong team nhặt. Bởi vì sao? Bởi vì trong thời điểm hiện tại lực cầu đang duy trì tốt ở khoảng vùng 20 triệu cổ phiếu trên một phiên, như vậy là ở đây là tay to bánh rồi. Tay to bánh thì ta bơi theo. Trong tuần có phân tích một cái điểm ở đây, đó là biển địa 24 đến vùng 24.5, tìm phát xem nào. Ví dụ đây, Super Đông Kiên Giang, Liên Việt Postbank đó. Thì chúng ta đã có những cái phân tích từ ngày 8 tháng 2 ở vùng 24, 24.5, đó là những cái vùng cơ bản là chúng ta chủ động thu gom và tay to đã vào rồi, thì cơ hội chỉnh cung là cơ hội để chúng ta thu gom thêm cổ phiếu. Trong tuần vừa qua, sau một cái giai đoạn tích lũy nền đây tương tốt tốt ở vùng 24, 24.5 rồi, thì cổ phiếu bắt đầu công vùng 26 cộng. Trên quan điểm kỹ thuật thì cổ phiếu chưa chạy ngay được đâu, tuần tới nó sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật đẹp á, ở quanh vùng 25.5, và lực cầu tiếp tục ổn định ở khoảng tầm 15-20 triệu cổ phiếu trên phiên. Đây là cái xu hướng tất yếu thôi, khả năng là xu hướng tất yếu thôi, và kỳ vọng tiếp theo đó là sẽ công vùng 28, thủng vùng 28 thì nhịp này sẽ dự dự quanh tầm vùng 3x, đi lên đến vùng 3x và lên đến vùng 3x xong rồi thì đánh giá thêm nhịp này được. BVB đang tích lũy, và ở những nhịp tích lũy của BVB dài quá nha, hơi nóng ruột. Không sao, vùng 19, vùng 20 vẫn giữ được, và đây nó lại tích tiếp lại một cái biên hình nấm ở đây. Như vậy thì các tài khoản mà đang cầm BVB chúng ta có thể canh thêm ở biên 20.6 đến khoảng biên 20.8 chúng ta gom thêm. Trong nhịp này thì cũng kỳ vọng nho nhỏ thôi, người nhỏ thì kỳ vọng nho nhỏ đúng không ạ? Cổ phiếu này cũng chưa có lực cầu mà nó phải đạt tầm trên 5 triệu cơ. 5123 đó đó. Thì xin lỗi cả nhà, sao lại chui xuống như này ta? Thiếu một con không à? Đó, nó phải đạt được trên 5 triệu cổ phiếu thì khi đó chúng ta mới nói chuyện các cái lực đánh. Nhưng ở nhịp này thì với một cái nền tảng tích lũy như này thì cổ phiếu này cũng có thể bùng bất kể lúc nào. Tức là thằng BVB nó đánh hơi chấp chơi một tí, tức là nó có khoảng tầm độ 3 cây thôi. 3 cây là ăn đủ target 5 luôn. Thử xem nào, 20/26, từ đây 20 đánh lên 26. 6.000 chia cho 20, ok các anh chị, 30% đủ target 5 luôn trong vòng có 1-2 tuần đó. Thì đối với BVB nó là như vậy, nếu như anh chị cầm thì đừng có sốt ruột. Chúng ta cứ làm sao một năm làm khoảng 2 vòng, mỗi vòng 23%, 2 vòng khoảng tầm 40%, gửi ngân hàng được 7%. Như vậy nếu như chúng ta chiến được khoảng 3%, tức là 35%, tức là 7-5-35, lấp gấp 5 lần gửi ngân hàng rồi. Nên là đừng có sốt ruột, với BVB nó là như vậy. Rồi cổ phiếu MSB, MSB cũng đang có những cái tín hiệu về mặt kỹ thuật, Tùng Lê cũng đang quan sát cực kỳ là sát sao ở cái xu hướng kỹ thuật. Nhìn chung ở đây vùng 29 thì đang là kháng cự này, ở đây nó đang bật lên và nó đang quay lại test. Như vậy thì trong tuần tới cái mấu chốt vấn đề của MSB nó sẽ quay lại trả cung quanh vùng 27, và xét về trend kỹ thuật thì cái vùng đệm ở đây nó là vùng 26 đến khoảng vùng 26.5. Chỉnh có hai nhịp chỉnh, một là chỉnh về 27 hoặc quanh về vùng này mà không thủng, lực cầu vẫn tiếp tục duy trì thì MSB khả năng vẫn đang có một cái trend kỹ thuật hay đấy, và các anh chị cứ cầm. Nói chung là MSB cứ cầm, nhìn cái cách đánh trend line này thì cũng đang khá là ok. Break vùng 29 thì MSB nó đi kinh khủng lắm, nên yên tâm cầm. Rồi, như vậy là nhóm ngành ngân hàng cũng rất là quan trọng đúng không anh chị? Qua cái sự phân tích vừa qua thì chúng ta thấy rằng nó cũng là nhóm ngành giường cột trong cái thời gian vừa qua. Đối với nhóm ngành chứng khoán, chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu rất là cơ bản như sau. Đối với VCI, VCI đã có một lực phục hồi tốt, và lực phục hồi này thì đang chạm lại vùng kháng cự 62.5 ở đây. Khi chạm đến vùng này thì nó sẽ có tích lũy, và nó có 3 cây tích lũy ở đây. Như vậy là VCI cũng đang tích lũy tương đối là đẹp. Tuần tới thì chúng ta có thể quan sát thêm những cái nhịp chỉnh về khoảng quanh vùng 58.5 đến vùng 59-60, tức là nó sẽ chỉnh cung ở đây.
trước khi mà nó có hình thành xu hướng của VSA thì đánh tiếp. Đó, con này mà khi mà nó đã bẻ được cung như này thì xác suất là nó sẽ kéo tiếp chứ nó không không đánh một cái nhịp ngắn ngắn như này đâu. Ít nhất đó, đó ít nhất thì các ông cũng phải đánh về quanh 70 thì khi đó mới có hết sóng hay không thì mới hết. Cổ phiếu HCM. HCM. Ok, HCM đây thì vùng hỗ trợ kỹ thuật 35 36 ở đây nó cũng là vùng hỗ trợ tương đối là quan trọng và nó đang có xu hướng chạm về kháng cự ở đây này, thì đây nó kháng cự nên là nó đang có xu hướng là gì, test lại cung, thì tuần tới kỳ vọng sẽ test lại ở khoảng quanh 37 ổn, ở quanh 37 ổn và lực cầu nói chung SNA nhịp này muốn đánh ấy, thì lực cầu nó phải căng căng thêm một tí, lực cầu mà mới có một HCM mà lực cầu mới có khoảng tầm tầm 1,5 triệu thì cũng hơi khó, nói chung là hơi khó nên là cổ phiếu nó phải tích thêm năng lượng và nó cần một cái lực cầu mạnh mẽ hơn, ít nhất là quanh vùng 37 các anh chị quan sát thêm. Đối với SSI nó cũng đang đi vào một cái nhịp trả cung kỹ thuật và lực cầu của SSI thì nó cũng phải cần đạt được khoảng đâu đó ở một cái tín hiệu giao dịch khoảng tầm trên 18 triệu cổ phiếu trên một phiên thì mới ăn thua. Hiện tại bây giờ nó mới được có 5 triệu thôi, tức là nó mới đạt được khoảng 1 phần 5 cái giá trị giao dịch mà để xác nhận cái dòng tiền đầu cơ đi vào cổ phiếu. Biên 44 đến biên 45 ở đây tuần tới cổ phiếu SA sẽ tích lũy trở lại. SNS thì nhìn lực cầu như thế này là tạm ổn rồi. Trong cái giai đoạn tích nền mà em giao dịch khoảng tầm độ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu phiên. Ok, tạm được. Còn nếu mà để đánh á, thì nó phải cần một cái lực cầu khoảng tầm trên 7 triệu cổ phiếu trên trên một phiên. Đấy, nó sẽ xác nhận một cái phiên như vậy. Thì đối với SHS xu hướng ở trong nhịp này sẽ đánh về khoảng quanh vùng 45, 45 đến khoảng vùng 46 anh chị SHS. MBS chạm vùng kháng cự 35 nó sẽ chỉnh và tuần tới chúng ta sẽ đánh giá thêm cái nhịp chỉnh cung ở quanh vùng 30 30 đây ta, 33. CTS cũng như vậy, chạm vùng kháng cự 37.5, xu hướng nó sẽ test trả lại cung và ở khỏe thì nó test lại quanh vùng 30 35 mà ta. Đây này. Là mấy đây nhỉ? Như vậy là khoảng vùng quanh vùng 35 đến vùng 35.5 ở đây, đó là những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật của CTS. FTS nhìn chung là khỏe đấy, FTS như này đánh là tươm rồi đấy, nhìn thế này là tươm rồi. Sau khi mà nó chạm vùng 51.5 thì dự chỉnh nhưng mà nó không chỉnh ở cái nhịp này thì như vậy là cổ phiếu rất là khỏe. Nhìn về mặt ý đồ, sau khi mà nó break được vùng 51.5 này, nó đang đi ba cây nến treo lững lờ như này là đẹp lắm các anh chị. Nhìn về kỹ thuật mà sau khi break xong mà nó treo như này á là đẹp như Thúy Kiều. Mặc dù chưa thấy Thúy Kiều như thế nào à. Vậy thì Kiều ơi, Kiều hãy ngồi đây à, đừng có thủng cái vùng này Kiều ơi. 51.5 đến vùng 53 các anh chị. Đối với FTS ở tuần tới, những cái tài khoản các anh chị đang cầm, các anh chị có thể canh gom thêm ở quanh biên 51.5 đến biên 53. Đây sẽ là những cái vùng chỉnh cung rất là đẹp. Và nhìn thế này đẹp lắm. Nhìn thế này thì là một cái thế trận đi. Và ở cái thế trận đi này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm ở cái vùng kháng cự trên của nó khoảng vùng 60 đối với FTS là ok. VND cũng đi tương đối là đẹp trong nhịp này, nó có một nhịp sóng hồi đây. Trong tuần thì có dự VND có thể quay lại test vùng 66 nhưng mà nó không, cũng không test và nó đi về đi thẳng luôn, tức là nó kéo thẳng luôn. Thì với nhịp kéo này á thì vùng kháng cự đây này, vùng kháng cự nó chạm vùng kháng cự đây rồi, 71.5 đến vùng 73.5. Xu hướng nếu nhìn đây một cái nấm nấm lùn như thế này thì ở bên này đó, như vậy là gì, như vậy là tuần tới các anh chị đang cầm chú ý cho Hùng vùng 68.3. Ở đây sẽ là vùng đệm kỹ thuật tương đối là quan trọng. Ủa sao lại lên thế này, 68.3. Vùng đệm kỹ thuật rất là quan trọng để xác nhận cái xu hướng hồi phục tiếp theo của VND trong nhịp này. Trong nhịp này thì cũng đang hướng cái target của VND khả năng nó sẽ đi về lại vùng 80. Nhìn cách đánh này thì vẫn còn cái cơ hội
À, để đi tiếp ở ở đây. Nhóm ngành chứng khoán có thêm mã cổ phiếu APS, APS khá là hay. APS được khuyến nghị bắt. Đấy, đây các anh chị này, đây là Bách Khoa Toàn Thư này, APS. APS được phân tích ở ngày 9 tháng 2 à. Hôm nay 11 tháng 2. Quanh biên 29 cân vị thế, phiên giao dịch ngày hôm nay lúc đầu 11 giờ 24 phút APS đạt tín hiệu. Chúng ta nhìn thấy đây, sau một APS cũng đã có một cái trend kỹ thuật rất là tốt ở đây đúng không anh chị, tăng từ vùng 10 lên tận vùng 60. Và sau đó thì nó cũng giết rất nhiều nhà đầu tư ới giời ơi ở trên này, và từ vùng 60 và nó giã cho một phát về vùng 25, tức là mất 35 nghìn đồng trên một cổ phiếu. 35, 35 chia 60 tương đương với khoảng tầm 58%, chắc chắn là ra đi rất nhiều siêu black hat rồi, nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai đấy, là một cái nhịp giảm rất là kinh khủng. Và đến thời điểm hiện tại thì cũng nhìn thấy rằng à, cổ phiếu này đang có tiền, chính vì vậy nên là chúng ta lại phải mua đó, vùng 29 khuyến nghị mua. Nhịp này ngắn hạn nó chưa chạy được đâu đó, nó chạy lên đập khoảng vùng 35 chốt bớt đi. Đó rồi 35, thậm chí là vùng 35 36 đấy chốt bớt đi, và nó sẽ quay để trở lại để nó kiểm tra lại. Và theo quan điểm kỹ thuật, để đánh được một sóng dài ở đây thì APS sẽ quay lại vùng 28, vùng 29 đến khoảng vùng 30. Đó. Vùng 29 đến khoảng vùng 30 đây này. Rồi, quay lại vùng này và nó tích lũy cung cầu ổn định vùng này, sau đó lực cầu tiếp tục duy trì đạt trên 2,5 triệu cổ phiếu trên một phiên. Đó, và duy trì ổn định, chúng ta đánh giá thêm. Và cái trend ở bên này mới là trend trend đẹp này. Đó, trend bên này trend đẹp này, bắt chết con APS, chắc chắn nhịp này là APS sẽ có tiền, dự là như vậy. Tất nhiên là không có cái gì chắc chắn cả các anh chị, nhưng ít nhất là chúng ta đã có cái sự phân tích sàng lọc rồi thì nó sẽ tốt hơn. Ok, Hùng làm một nước luôn, có những cái góc nhìn, những cái phân tích tốt nhất, tối ưu cho các anh chị. Nhóm chứng khoán xong rồi, nhóm chứng khoán xong rồi, bây giờ phân tích sang nhóm ngành gì các anh chị nhỉ? Cao su đi. Ok, cao su thì ngày hôm nay cũng sẽ bám sát theo cái list này để phân tích cho các anh chị. Đó, những cái mã cổ phiếu đã được lọc ở đây, đấy là những cái mã cổ phiếu cũng tương đối là ok. PHR trong những cái nhịp phân tích gần đây thì chúng ta có đánh giá đến PHR ở trong một cái trend kỹ thuật ngắn. Các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là thứ nhất là 70 đến 71, sau đó tiếp tục cái nón 71.5 đến vùng 73, và gần đây nhất chúng ta có đánh giá ở vùng 75 đến vùng 76.5. đó là những cái vùng đệm kỹ thuật rất là quan trọng của PHR. Còn đối với kháng cự, còn đối với kháng cự ở đây thì chúng ta sẽ nhìn nhận như sau. Đây, cái đường này nó là cái gì đây ta, chen tuần rồi à, rồi hiểu 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 nhìn thế này hiểu. Thì PHR đang vận động ở trong một kênh xu thế song song. Các anh chị có thể xem lại kênh xu thế song song là cái gì. Vùng kháng cự của nó đây, đó là vùng 85. Vùng 85 đây các anh chị đang là vùng kháng cự, gọi là cái ngưỡng cản kỹ thuật ấy, tương đối là mạnh. Nên là chúng ta sẽ chưa thể đánh giá được cái khả năng break nền đây, và chúng ta sẽ cần thêm xu hướng kỹ thuật ở trong tuần tới. Còn nếu như chúng ta nhìn ở trên góc độ xu hướng ngắn hạn á, thì PHR cũng đang hình thành một cái trendline ngắn ở đây. Và trendline này đang tương đối là đẹp, tức là nó đang cố gắng để ép ép cái xu hướng của PHR đánh lên. Đó, và khi ép xu hướng như thế này thì các anh chị hoàn toàn có thể yên tâm để cầm lại PHR, thậm chí là có thể canh gom thêm. Trong những cái nhịp chỉnh mà từ 85 này đây này, đó, ví dụ nó chỉnh về đây, đó, vùng 75, tức là có thể vùng 85 này bán bớt đi và vùng 75, 76 này chúng ta gom thêm. GVR đã có một cái lực phục hồi đây, GVR trong nhịp này cũng đạp tương đối sâu, chạm về vụ tận hỗ trợ vùng 30 thì cổ phiếu này mới bắt đầu có một cái sự phục hồi. Và sự phục hồi này thì những cái tài khoản mà đang cầm, chúng ta lưu ý vùng kháng cự 35 đến vùng 35.5, ở vùng này chúng ta đừng có dại mà đua vào nữa, chết đấy. Đó, vùng này là nó xả đấy, và sau khi nó xả kỹ thuật, gọi là nó xả xong thì chúng ta mới tính toán một cái tọa độ để chúng ta gom. Ví dụ nó đánh về vùng này xong nó xả lại về đó, ví dụ nó xả lại về đây này thì đây mới là cái vùng mà để chúng ta canh gom lại ở cái nhịp sau, đó khoảng vùng 32.5
đến khoảng quanh vùng 33 đó. Cái cách thức là như vậy, chúng ta không đua xanh đó, các ông cứ đánh đi và sau đó chạm cái hạ cái độ cao ở đây thì chúng ta sẽ canh gom. VHG hiện tại cũng đang bám sát khá là kỹ các cái đường đi nước bước của em này. Lực cầu đang tương đối cạn, cạn cung cầu đây, một cái giai đoạn mà nó cạn cung cầu để nó đi xây này, nó cũng đi ngang lừng khừng, nó quanh 3 triệu, 3 triệu, 4 triệu rưỡi một phiên, đó, như vậy là tốt rồi. Như vậy đây là đang là những cái giai đoạn mà cổ phiếu tích thêm nền. Thì tích nền đây đó là vùng 77 đến vùng 8, hiện tại đang theo dõi khá là sát biên hỗ trợ kỹ thuật này. Thì về quan điểm kỹ thuật là có phân tích rồi, VHG nó cái sóng sau cái sóng chỉnh này thì sẽ có một cái sóng khá là cao bên này. Đấy là những cái dự báo sớm, và chính những cái dự báo sớm đó thì để làm gì, để chúng ta nếu như chúng ta quyết định đánh VHG thì chúng ta cũng sẽ canh những cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật đó, ví dụ quanh vùng 7.7 đến vùng 8, ví dụ như vậy chúng ta gom một ít này. Thậm chí là cổ phiếu VHG có thể đánh tụt xuống về vùng 6.6 đến vùng 7, vùng đang có những cái dự báo chấp nhận một cái khả năng là VHG sẽ về vùng 6, tức là có thể phải dành thêm tiền để có thể gom những cái vùng 6 ở đây. Đó, thì khi chúng ta có một cái góc nhìn rộng và dài như vậy thì chúng ta sẽ rất là bình thản và rất là bình tĩnh, từ từ, nó không vội vàng, cổ phiếu nó cũng không có gì phải vội vàng cả, đúng không ạ? Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ phân tích nhóm cổ phiếu ngành nhựa đi, Baona. Thì Baona sau khi nó có một cái lực đánh tương đối là tốt ở đây và nó rũ sạch sẽ rồi thì nó chạm về vùng hỗ trợ kỹ thuật đây 15.5 vùng 16. Nó cũng đã hình thành được một cái nhịp bật, gọi là nhịp nháp thứ nhất, và sau nhịp nháp này nó chạm vùng 18 thì xu hướng nó sẽ chỉnh cung. Chỉnh cung thì nó sẽ tính toán ở khoảng vùng 17 đến vùng 17.4. Đây là biên hỗ trợ kỹ thuật của biên chỉnh cung. Anh chị mà đang cầm hàng thì chúng ta chú ý đến biên này. Hiện tại một cái yếu điểm của Baona đó là lực cầu nó chưa có, lực cầu nó phải đạt khoảng trung bình khoảng tầm trên 8 triệu cổ phiếu trên một phiên. ví dụ nha, Hồng nói ví dụ sau khi nó chỉnh cung xong ở khoảng vùng 17 và nó xuất hiện một cái phiên đẩy cầu 8 triệu ở break vùng 18 thì đấy là phiên mà các anh chị all in, tức là mùa khi chúng ta có vị thế rồi thì khi xuất hiện những cái lực cầu hoặc là những cái phiên như vậy thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta canh chiến đấu. Cổ phiếu nhựa Hải Phòng, VNP, thì em này về mặt cái tính tạo lập của cổ phiếu này cũng tương đối là tốt các anh chị. Nó đã có những cái nhịp đánh từ vùng 15 lên vùng 30 là đẹp rồi, tức là không phải đương ngẫu nhiên đâu các anh chị. Đây, cái này không phải ngẫu nhiên đâu. Đó, nó phải có một cái bàn tay ma thuật nào đấy, Hùng không biết, chịu, không biết đâu. Nhưng mà nhìn trên trang kỹ thuật thì chắc chắn Hùng sẽ cảm nhận được, tức là người ta gọi là cái cảm giác nghề nghiệp ấy. Đó, họ sẽ cảm nhận được rằng là cái nhóm cổ phiếu nào đó là những cái nhóm cổ phiếu mà có những cái dòng tiền tốt thì chúng ta sẽ thường xuyên lui tới. Nôm na là như vậy, nhà mà đông khách các anh chị thì chúng ta vào chơi. Còn cái nhà mà người ta bảo là ông tốt bụng lắm nhưng mà chả thấy ai vào cả, quanh năm suốt tháng cứ điều hưu như thế, mặc dù ai xung quanh bảo ai tốt lắm, ông tốt lắm, thế thì thì ông tốt rồi nhưng mà không có ai vào viếng thăm thì thôi tôi vào đấy buồn chết đi, được ngồi chơi mình nhưng mà cái nhà mà đông vui nhộn nhịp ấy, thì không tốt một tí cũng được. Cổ phiếu đầu cơ có tốt đâu, đúng không? Cổ phiếu đầu cơ nó có tính cơ bản đâu. Nhưng mà thường xuyên có người lui ra lui tới, ra vào. Lực cầu cái nào cũng có tầm đồi 1-20 triệu, ví dụ như thế, đánh nó sướng. Thì đấy là cái quan điểm thôi các anh chị, quan điểm từng người. Còn quan điểm của Hùng là chỗ nào đông vui thì Hùng vào. Rồi bây giờ đoạn này cũng bắt đầu thấy cái sự đông vui rồi này. VNP có vùng 21.5, vùng 22.5, đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối là ok các anh chị. Và phiên ngày hôm nay thì bắt đầu khuyến nghị là bắt đầu chúng ta bắt rồi đó. Và khi chúng ta bắt ở quanh vùng 24 thì chúng ta sẽ phải phòng dư thêm ở những vùng 23.5, thậm chí là cổ phiếu có thể quay lại kiểm tra nền 21.5 lên nền ở đây là bình thường mà. Đó, thì đây này, nấm thứ nhất này đó, thì có thể là nó cũng sẽ có cây nấm thứ hai đây đó. Vậy thì ở cái cây nấm thứ hai nó sẽ có những điểm test 1, 23.5, ok, về 23.5 tôi có thể tiếp tục gom, hoặc là sâu thế này đó. Và chúng ta sẽ chờ cái gì, chờ lúc nào mà đây, chúng ta nhìn về yếu tố tạo lập của cổ phiếu VNP thì chúng ta cũng phải khi nào mà chúng ta nhìn thấy được những cái dòng tiền tạo lập đâu đó khoảng tầm độ đâu trên 350k nhỉ, 350, 123.
Ở cái em này thì cái thanh khoản nó không lớn nên là nó chỉ có tầm trên 350k thôi. Đấy là những cái lực cầu tạo lập, và cổ phiếu này bung vùng 24.7 thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta có thể gì các anh chị, chúng ta có thể canh gom mạnh. Nhịp này thì đâu đó vùng 28 này, kháng cự 28 này, sau đó thì sẽ có vùng 30. Nhìn về cách đánh, nhìn về cách đánh thì em này thông thường là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, tức là nó cũng đang một cái uptrend tương đối đẹp á, uptrend tương đối đẹp. Đó, con này mà đánh nhịp này mà đánh thủng vùng 30 thì chưa biết đường nào một lần. Đấy là cái cách tạo lập của VNP. APH có chia cổ tức, và đối với APH thì nó là một cái công ty, nó có một cái thế mạnh mà theo quan điểm kỹ thuật của Lê về nhìn về tương lai là sáng. Ông này nhìn về tương lai sáng nhưng không hiểu vì sao là sau cái thương vụ này, tức là sau cái thương vụ mà cứ mỗi phiên đánh khoảng tầm trên 10 triệu cổ phiếu trên một phiên thì chìm luôn. Chìm luôn thì không hiểu, đến tại thời điểm này là chưa hiểu được cái cách mà cổ phiếu này nó đi. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì đang hiểu hiểu sơ sơ như thế này. Tức là rồi gặp lại đây, gặp lại đây, gặp lại đây. Cao nguyên à, cao nguyên lộng gió, còn đây không phải cao nguyên lộng gió, đây là thấp nguyên rồi. Đây là tận cùng của cái gì rồi, 24.0 đi. Đến khoảng vùng 25. Ok. Đó thì nó chạm kênh ở vùng này thì nó đang có một cái trend kỹ thuật. Rồi. Tất nhiên là nó cũng có cái thông tin là nó khởi công cái nhà máy sản xuất nhựa thân thiện với môi trường. Em này thì nói về xét về tính môi trường nghe bảo quảng cáo cũng khá là kinh. Thì chạm vùng 31 ở đây, đương nhiên rồi, nó sẽ quay lại đây, nó sẽ quay lại quanh vùng 27. Chính vậy nên nó đã có khuyến nghị là các anh chị mà đang cầm thì có thể canh chốt bớt ở vùng 31 đây này, về vùng 27 canh gom, và kỳ vọng là nó sẽ đánh lại nhịp thứ hai. Đó, nó đánh lại nhịp thứ hai để đánh quánh lại quanh vùng 31 cộng, và khi nó break được vùng 31 cộng rồi thì cũng có thể nó sẽ hình thành một cái trend kỹ thuật ở đây, nên là APH ở trong thời điểm hiện tại cũng là đáng lưu ý. Lực cầu thì nó sẽ cần phải duy trì lại các phiên giao dịch gần đây, như vậy là đang tương đối là tốt rồi, tức là nó khoảng tầm trên 6,7 triệu cổ phiếu. Đó, lực cầu nó đang phải cần cần phải duy trì được một cái con số như này thì mới ăn thua, chứ còn nếu mà thấp hơn thì nó cũng khá là khó. NHH thì là anh em của APH rồi, khi ông APH mà nó trượt dài thì con NHH nó cũng sẽ trượt theo. Đến thời điểm hiện tại chúng ta cũng đang có một cái sự kỳ vọng nho nhỏ thôi. NHH sẽ đánh lên lại quanh vùng 35 đến khoảng vùng 36 sau đó chỉnh. Đây là một cái mô hình vẽ nó khá là gọi là trong phân tích kỹ thuật đó. Đó thì nó sẽ có những cái mô hình đi zigzag như này, và thậm chí là nó sẽ quay lại test mút 30 ở bên này. Và tại đây thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái lực cung cầu, và NHH muốn đánh được thì nó cần một cái lực đánh cũng phải tầm độ trung bình 700.000 cổ phiếu trên một phiên. 700.000 cổ phiếu trên một phiên, nó lực cầu nó phải đạt tương tương như vậy, và cổ phiếu này phải đánh vượt thoát được đây là vùng ba mấy đây ta, 36, thì lúc đó chúng ta mới nói đến câu chuyện hồi phục. Còn trong thời điểm hiện tại đây đang nó đang là những cái nhịp hồi phục ngắn. Ở ngành cảng biển, đến thời điểm hiện tại ngành cảng biển thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích bắt đầu quay trở lại về trend kỹ thuật của nó, và đặc biệt là cổ phiếu GMD. Trong phân tích đầu tiên thì GMD là Hùng đã có bắt đầu GMD bắt đầu phân tích từ ngày 27 tháng 1. Đó, GMD từ ngày 27 tháng 1, lúc đó thì các anh chị nhìn thấy đây là GMD đang có cái mô hình test nấm xong ở quanh vùng 42, khoảng vùng 43 đây. Đó là những cái vùng trend kỹ thuật đây này, từ vùng ngày 27 tháng 1 thì đã có phân tích, và sau đó thì liên tục cập nhật cho anh chị mã cổ phiếu GMD ở trên nhóm. Thì nhóm không chat NO02, đây là Hùng Lê. Ở trên cái team này thì chỉ có tin nhắn cùng lên thôi, và các anh chị có thể xem bất kể một cái phân tích nào, tất cả các mã cổ phiếu chúng ta chỉ cần gõ vào đây thôi, ở mục tìm kiếm thì chúng ta sẽ nhận được tất cả cái phân tích thường nhật ở đây. Như vậy là một cái cách để các anh chị ngoài bản tin tuần chúng ta sẽ có những cái phân tích thường nhật như vậy, thì chúng ta sẽ có thêm cái sự tự tin trong cái quá trình chúng ta cầm nắm và giữ cổ phiếu. Đó thì sau khi mà cổ phiếu này có những cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 40 42 ở đây thì đã có những cái khuyến nghị để chúng ta bắt lại GMDS.
Hiện tại trong tuần vừa qua thì GMS đã chạm về vùng 47.5 đến vùng 48.5. Đây là một cái vùng kháng cự tương đối là mạnh của cổ phiếu. Chính vậy nên là các anh chị bắt đầu nhìn thấy cổ phiếu bắt đầu đi dập dìu. Trong tuần tới thì kỳ vọng nhá, kỳ vọng là không thủng vùng 46, còn thủng vùng 46 thì chốt, chốt hết luôn. Không thủng vùng 46, cổ phiếu này sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật ổn định ở đây và lực cầu GMS sẽ kỳ vọng được đẩy thêm vào, nói chung là phải đẩy thêm vào các anh chị, chứ còn thế này thì cũng chưa đi mạnh được đâu. Lực cầu nó phải đẩy được thêm vào những cái thời điểm mà sẽ có những cái phiên giao dịch đâu đó khoảng tầm trên 3,3 triệu cổ phiếu trên một phiên đó. Thì khi đó thì chúng ta mới xác nhận thêm cái xu hướng. trong nhịp này thì target của nó sẽ ở khoảng vùng 50.5 và sau đó khoảng vùng 54 nó sẽ là hợp lý. VNA, các tài khoản mà đang cầm mã cổ phiếu VNA thì chúng ta cũng sẽ chú ý là ở giai đoạn hiện tại VNA cũng đã có một cái lực sọc tương đối là mạnh sau khi nó hình thành cái mô hình hai đỉnh ở đây quanh vùng 48. Sau khi mà hình thành đây cái nón này các anh chị này, nón này là nón rồi đó, thì cổ phiếu này bị mất cái biên hỗ trợ 40 ở đây, và kể từ vùng 40 thì cổ phiếu đạp về khoảng vùng 20, tức là nó cũng đã mất khoảng 50% cái giá trị của nó ở so với từ đỉnh đi đó, từ vùng 48 mà chạm về vùng 20, thì đây cũng là một cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật của VNA. Trong tuần vừa qua thì VNA đã tăng tương đối là tốt, và sau nhịp tăng tốt này thì nó chạm vùng kháng cự 30 ở đây thì xu hướng nó sẽ quay lại chỉnh cung quanh vùng 27.5 và sâu hơn sẽ là ở khoảng biên 25. Đây sẽ là những cái vùng chỉnh cung kỹ thuật mà chúng ta có thể canh để chúng ta bắt VNA ở bên này đó. Chúng ta không đua xanh mà chúng ta sẽ canh những cái nhịp chỉnh cung để chúng ta bắt. VOS ở trong thời điểm hiện tại đó, nó cũng đã bị bán mạnh từ vùng 25 về vùng 13, như vậy là nó cũng gần như là nó cũng chính xác nếu mà chúng ta tính đỉnh là nó là 26, như vậy nó cũng mất khoảng tầm 50% về thị giá, và từ đây thì VOS cũng đã có một cái lực phục hồi ngắn từ vùng 13 lên vùng 18. Đây chạm vùng kháng cự thì cổ phiếu VNA đang VOS đang có 3 phiên test cung tích lũy, và tuần tới thì chúng ta sẽ có hai điểm dự phóng ở quanh vùng 16 16.5, sâu hơn đó là biên kỹ thuật 15. Đây sẽ là các cái vùng chỉnh cung và sẽ là những cái vùng gom mục tiêu để kỳ vọng trong nhịp này VOS sẽ đánh thủng vùng 18 và để đi lại về vùng target khoảng vùng 22, như vậy là cũng kiếm tí tẹo tẹo đây. 22 có lên được không ta? Không, chắc khoảng tầm 21.5 thôi. Đó, khoảng quanh 21.5, như vậy là kỳ vọng nho nhỏ nhịp này khoảng 21.5. VSC cũng đã có một nhịp rơi rất là mạnh, và sau nhịp rơi đó thì cổ phiếu này đang có một cái nhịp gọi là nhịp nháp. Sau cái nhịp nháp này cổ phiếu VSC thì cũng khá là có duyên với cổ phiếu này đấy. Nhịp nháp này thì cổ phiếu sẽ có xu hướng chỉnh cung và những cái vùng chỉnh cung dự kiến ở quanh vùng 40, sau đó là biên 38.5 đến biên 39. Đây là những cái biên mà gọi là biên gom mục tiêu để chúng ta đưa lại target của VSC ở quanh lên quanh vùng 44. Nhóm ngành cổ phiếu than đang đẹp các anh chị. TVD ngày hôm nay khuyến nghị mua. TVD. Đó thì nó là trực tuyến mà các anh chị, hôm nay lúc đó khoảng tầm 10 giờ bắt quanh 14 đến 14.3. Thì đây chúng ta view lại một tí. TVD nó cũng đã có một cái nhịp chỉnh cũng là tương đối từ khoảng vùng giá 21 à. Đó, từ khoảng vùng 21, và đây là một cái nhịp đánh nháp đầu tiên. Sau đó thì TVD đã quay lại chỉnh cung lần thứ hai. Và đặc biệt là cái nhịp chỉnh cung này nó về mô hình ấy, thì nó không có gì cả. Đó, các anh chị có thể nhìn ở đây. Đó, sau khi mà nó vồng lên thì nó quay lại ở đây và nó có một cái tuần, hai tuần giao dịch tương đối là kín tiếng, tức là im hơi lặng tiếng. Nhưng đến phiên ngày hôm nay thì nó bắt đầu có dấu hiệu vượt thoát vùng 14, đó là tín hiệu mà chúng ta mua. Chúng ta phải mua phiên này. Và phiên này có một cái điều đặc biệt nữa là lực cầu đã bắt đầu quay lại khoảng tầm 900.000 cổ phiếu trên một phiên, như vậy là tốt rồi. Với một cái đà hưng phấn này thì cổ phiếu thứ hai tuần tới khả năng là nó sẽ có một cây nến kiểu treo cổ như này. Đây là nến treo cổ các anh chị.
Rồi và sau một cây treo cổ đó thì nó sẽ quay lại test ở biên 14. Nôm na trong nhịp này thì dòng tiền đã đánh vào TVD rồi, nên là chúng ta canh gom thêm thôi, chờ chỉnh cung để mà gom thêm thôi. Có vị thế rồi thì chúng ta chỉnh cung gom thêm. Một phiên mà TVD đánh hoặc là đến tuần đi, chính xác là như vậy, hoặc là đến ngày cũng được, đánh mà nó vượt thoát vùng 16 thì cái phiên đó chúng ta cũng có thể mở điểm mua hết, sau khi mà chúng ta đã có những vị thế gom ở vùng thấp ở dưới này. Thì ở những cái phiên mà bật mạnh như vậy thì hoàn toàn chúng ta có thể canh gom gom thêm. Ở nhóm ngành cổ phiếu khu công nghiệp, đúng không? Đến nhóm ngành cổ phiếu khu công nghiệp, đúng không anh chị? Bất động sản khu công nghiệp. Rồi ok. Thì nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp ở trong năm 2022, Hùng Lê vẫn tiếp tục dành sự kỳ vọng vào nhóm này, bởi vì nó sẽ có sự phát triển thần tốc sau 2 năm, đúng không? Sau 2 năm chúng ta vất vả để kháng chiến với dịch bệnh. Thì ở đây SSC đang có một cái tính tạo lập này, dòng tiền đang bắt đầu khá là tốt. Và đối với SSC thì có một cái vùng ở đây, đó là vùng 62, vùng quan trọng nhất ở trong cái thời điểm hiện tại. Vùng 62 đó là cái biên để xác nhận cái xu hướng đánh tiếp cổ phiếu của SSC trong ngắn hạn. Thì biên 75 đến biên 80 đây đang là những cái biên tích lũy tuần. Và tuần tới thì xu hướng nó sẽ đánh vượt thoát vùng 80 thôi. Vượt thoát vùng 80 thì nó sẽ xác nhận lên vùng 85. Các cái target tiếp theo của FZC đó là 85-90. Và trong cái nhịp này thì cũng đang dự phóng lên một cái target đạt được của FZC, đó là khoảng vùng 100. Ngắn hạn sẽ là như vậy. Cổ phiếu BCM cũng đang khuyến nghị anh em chúng ta túc đăng nhặt. Đối với BCM chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ nến tuần, và nó cũng đang chạy theo những cái kênh xu thế tương đối là ổn, tương đối là ổn. Vùng 65 trở thành một cái biên hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng để xác nhận cái xu hướng đi tiếp của BCM. Rồi, còn trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ có vùng 77.5, hoặc là tuần tới có thể có vùng 75, tức là nó có thể cái mô hình nến đó, mô hình nấm đó, nó sẽ có thể quay lại test này, rồi sau đó thì nó mới bay lên được như này. Đó. Em này mà bay vùng 85 như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đi xây target thôi. Còn những cái vùng thu gom là ở dưới này, còn bay vùng 85 cộng rồi thì thôi, chúng ta sẽ không đi mua nữa, mà chúng ta chủ yếu là chúng ta đi xây target. D2D đó, D2D đây các anh chị, bách khoa toàn thư mở ra, ví dụ D2D thì chúng ta sẽ được cập nhật tất cả các mã cổ phiếu liên quan đến D2D. Và ngày 26 tháng 1 đó, ngày 26 tháng 1 thì khi đó thì DVD ngày 20 tháng 1 đây này mới là chính xác, hình như đây đó. Thì ngày 20 tháng 1 là sau khi mà D2D có một nhịp chỉnh, và chúng ta nhìn thấy ba cây nến xanh, một cây nến đỏ đây, thì nó tương ứng với cái mô hình này, ba cây nến xanh đây này, đây đó, thì nó nhô lên. Thì tại thời điểm đó ông đã có những cái phân tích đánh giá về mặt là ở vùng 61.2 đến 61.7 là biên trả cung đẹp và có thể gom một vùng ở vùng này, và nếu cổ phiếu test lại biên 58.5 lần 2 thì sẽ gom tiếp đó. Thì ở đây tại thời điểm đó thì cổ phiếu đang giao dịch ở khoảng vùng 64, và các anh chị nhìn thấy điểm test đây không ạ? Đó, ngày 20 này, đây là ngày bao nhiêu này, đây là ngày 20 tháng 1 đây các anh chị. Và sau đó thì cổ phiếu quay về test lại vùng 58.5 luôn, đẹp như trăng rằm. Đấy sẽ là những cái vùng gom. Rồi sau đó lại tiếp tục có một điểm test nữa, biên 58.5, biên 60, tức là nôm na những cái vùng ở đây là vùng hỗ trợ, các anh chị gom. Rồi sau đó cổ phiếu đúng xu hướng, chúng ta gom thêm. Ở trong phiên ngày hôm nay chính thức là cổ phiếu đã chính thức là thoát vùng 63, như vậy nó sẽ xác nhận cái tín hiệu đánh tiếp của cổ phiếu D2D. Nhìn trend như này thì thôi cũng không có kỳ vọng nhiều. Đó, 68, 69, 70 thế thôi, vùng này chốt tạm. Rồi sau đó như nào cái, rồi sau đó cổ phiếu về vùng hỗ trợ chúng ta lại gom. Kháng cự thì nhảy, hỗ trợ đây này, gom. Tức là cái điểm gom hỗ trợ chúng ta vẫn có thể bị thất bại các anh chị nhé, chứ không phải là thành công đâu, nhưng mà ít nhất nó cho chúng ta một cái xu hướng tốt hơn. Rồi KBC hiện tại Kinh Bắc cũng là một trong những cái mã cổ phiếu bất động sản công nghiệp một theo quan điểm kỹ thuật cùng lên đánh giá vẫn đang rất là ok về mặt trend kỹ thuật.
Đó, điểm nhấn kỹ thuật chúng ta có phân tích ở quanh vùng 52 đây rồi, đúng không? Vượt thoát lên, dự nhịp này khoảng vùng 60 đến khoảng vùng 61.5, đây là vùng kháng cự, các anh chị có thể canh để chúng ta chốt bớt một phần. ITA nó đã có một cái mô hình test hình nấm ở đây, và đối với ITA ở vùng 3.5 đến khoảng vùng 14, đây ông sẽ gõ xem ITA nó nằm ở đâu. Đó, thì nó sẽ có luôn khoảng ngày 20 tháng 1, 12.5 đến khoảng biên 13. Đó, 12.5 đến khoảng biên 13, xong đó trả cung 14.5 nôm na lên này. Đó, xem nào, ngày 20, đó, ngày 20 tháng 1 này. Ngày 20 tháng 1. Đây, 21 tháng 1, ngày 20 tháng 1 đã bắt đầu phân tích. Thì nó đang dự kiến nó sẽ có thể có những cái biên trả cung đẹp ở quanh 12.5. 12.5 đến 13. Đó, đây là 12.5 đến 13. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đó, ngày 20 phân tích nó ở trên này nhưng sau đó nó trả cung này. Đó, 12.5 13 này, thậm chí sau đó là biên 13.5. Thì suốt theo cái chiều dài như vậy thì chúng ta ngày 20 thì 20 đánh giá này, xong đến ngày 21 này. Rồi đến ngày mùng 9 tháng 2 này, đấy là những cái phiên đó, trả cung này, chúng ta sẽ tiếp tục cầm thêm dự chạm lại vùng 17 cộng. Với tín hiệu kỹ thuật này thì ETA đương nhiên là cái xác suất mà đi lại 17 cộng là rất là cao, bởi vì nó đã có những cái lực cầu khoảng tầm trên 14 triệu cổ phiếu trên một phiên, như vậy là lực đánh khá là tốt rồi. Nhịp này thì cũng đang kỳ vọng là có thể về lại vùng 18 19 ở đây, đấy là những cái vùng mà chúng ta sẽ canh canh để chúng ta chốt, canh để chúng ta chốt lên đến vùng trên này thì chúng ta sẽ không gom nữa. Cổ phiếu B2 ngày hôm nay cũng đã có những khuyến nghị bắt rồi. Thì đối với B2 hiện tại nó chưa chưa chạy được đâu các anh chị, với một cái lực cầu mà đang đánh như này nó sẽ chưa chạy được, nó phải cần những cái phiên nó đánh kiểu mọi người hay bảo là lock out, à cứ knock out hay là cái gì đó, tiếng Anh hơi dốt một tí không hiểu, nhưng tóm lại là kiểu đánh 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 chết luôn ấy. Đó, vậy thì nó phải cần những cái lực cầu đâu đó nó khoảng trên khoảng 4 triệu đến 4 triệu rưỡi một phiên, thì đấy sẽ là những cái phiên mà xác nhận dòng tiền đầu cơ vào. Còn trong cái thời điểm hiện tại nó đang là ở những cái giai đoạn tích nền, thì đối với B2 các anh chị ở vùng 8.5 đến vùng 10 đang khá là ok. Hình mô hình nấm này, nó sẽ test, nó chạm nấm trên đỉnh trên đâu đó khoảng tầm vùng 11, rồi nó sẽ chỉnh cung trở lại, và đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta thu gom nôm na biên 8.5 đến biên 10, và vùng giá mục tiêu thu gom quanh vùng 9.5, đó sẽ là những cái vùng mà chúng ta tích lũy thêm BI. Chờ đợi những cái phiên lực đánh dòng tiền mạnh mẽ lên và cổ phiếu tiếp tục vượt thoát được, nó ít nhất là nó sẽ vượt thoát lại được cái vùng đây, thoát được khoảng vùng 11.5 với lực cầu xác nhận, thì đấy lại sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ gom thêm, ví dụ như vậy. Rồi, nhóm phân đạm ở trong thời điểm vừa qua thì hôm nay cũng đã có những cái phân tích hai mã cổ phiếu BFC. Đây các anh chị, có hết. Không có nói trước, không có nói sau. Đó, BFC, sao lại không ra nhỉ? Khả năng nó bị lỗi. Đây, đó. Ở BFC ngày mùng 7 tháng 2. Xem thêm. Mùng 6 tháng 2. 26 tháng 1, Đạm Cà Mau, 26 tháng 1. Đó, đối với Đạm Cà Mau và BFC cũng đã có phân tích ở ngày 26 tháng 1, tức là bản tin tuần tức là trước Tết, trước khi nghỉ Tết, thì sau khi mà ông nhìn thấy rằng là BFC đã có một cái biên 24 đến biên 25 ở đây, và nó đã test xong cái mô hình nấm ở đây rất là đẹp, thì đấy là những cái thời điểm mà các anh chị chúng ta sẽ vào vị thế quanh vùng 26 đến vùng 26.5. Đó, đây, ngày 26 tháng 1 đây các anh chị, và sau khi mà đây chính là cái phiên này, chính 26 tháng 1 luôn, chính xác ở đây, đó. Và sau phiên này thì BFC đã có một cái hình thành một cái điểm tăng kỹ thuật đây, và đến thời điểm này thì gần như BFC đã xác nhận một cái trend kỹ thuật hồi. Dự kiến ở tam nhịp này BSC ở khoảng quanh vùng 32, gặp vùng 32 nó sẽ chỉnh cung, nó sẽ đạp lại đây và sẽ phân tích thêm cái điểm đạp này. Cùng thời điểm đó thì cũng có phân tích Đạm Cà Mau ở phiên ngày 26 tháng 1, chính là phiên này. Đây là 27 đấy, phiên 26. Thì tại thời điểm đó cũng đã nhìn nhận thấy ở một cái vùng 26 26.5 ở đây đối với Đạm Cà Mau. Đó, 26 ở phiên nay biên 26.5 27 là có thể thăm dò vị thế, và từ đó thì chúng ta cũng đang xây dựng một cái trang kỹ thuật lên và liên tục cập nhật ở cổ phiếu này ở trên nhóm. Chạm vùng 31.5, dự chỉnh quanh vùng 28 28.8 ở đây sẽ đánh giá thêm cái khả năng tích nền ở đây trước khi mà chúng ta phân tích tiếp một cái nhịp hồi.
Theo quan điểm kỹ thuật thì trong nhịp này thì B đạm Cà Mau hoàn toàn có thể công thủng vùng 31.5 để đi về target khoảng 35.35 ở trong nhịp này là khả thi. Rồi, nhóm ngành thủy sản thì cũng có mã cổ phiếu, một số các mã cổ phiếu CMX. Thì CMX cũng như vậy, cũng đã có phân tích cực kỳ sớm CMX. Không phải bây giờ mới phân tích đâu. Sao không ra ta? Khả năng mạng bị chậm. Đó, đấy. Thì ở vùng ngày 28 tháng 1, ngày 28 tháng 1 là bắt đầu nhìn nhận thấy rằng ở vùng 14 là rất ok rồi. Và biên 14 14.5, đây khi đó là có vẽ một cái hình đây là bắt đầu thăm dò vị thế, gọi là thăm dò vị thế đáy, thì chính là cái hình vẽ này các anh chị. Đó thì tại thời điểm đó là chúng ta đã nhận diện thấy một cái xu hướng khả năng có một cái lực bật hồi phục kỹ thuật ở đây. Trong nhịp này thì CMX đã đánh chạm vùng 18, nó sẽ chỉnh cung và tuần tới sẽ có hai vùng giá mục tiêu để cho các anh chị gom thêm, đó là quanh vùng 15.16.5 đến vùng 17 và biên sâu hơn là khoảng vùng 16, dự kiến nó sẽ chỉnh về quanh đây. AMV cũng đã được phân tích đánh giá ở trên góc độ kỹ thuật ngày, đó là khi mà cổ phiếu AMV chạm vùng 10 đến vùng 10.3 nó đã có một cái điểm test nấm ở đây thành công, chính vậy nên đồng đã phân tích khuyến nghị để đầu tư ở nhịp này thì AMV sẽ kỳ vọng đánh về khoảng quanh à đây AMV là xin lỗi cả nhà, đây là thằng này là y tế rồi, nhưng AMV cũng khá là đẹp đó. Có phân tích ở trên nhóm ở vùng 10 vùng 10.3 và nhịp này thì sẽ 12.5, còn ANV chứ, ANV. Đây mới là thằng thủy sản đây. Thì thủy sản An Việt hay Nam Việt gì đó, vùng 26.5 đến vùng 27.3 nó đã hình thành một cái điểm 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 hỗ trợ kỹ thuật ở đây và sau đó lực cầu bật lên và sau lực cầu này thì sẽ có hai điểm gom tiếp theo, đó là điểm gom quanh 30 và điểm gom mục tiêu thứ hai quanh vùng 29, tức là vùng 29, 29.5, vùng 30 sẽ là vùng gom để chúng ta kỳ vọng trong nhịp này ANV sẽ đánh chạm về vùng 34 đến khoảng vùng 35. Cổ phiếu DHC cũng đã xuất hiện điểm mua, DHC phiên ngày hôm nay đã khuyến nghị mua. Đã xuất hiện điểm mua và DHC cũng đã có một cái nhịp chỉnh giảm ở đây và chạm về vùng hỗ trợ 73 là tương đối đẹp rồi. Phiên 79 mua và chúng ta sẽ canh gom thêm ở quanh vùng 76 đến biên 77. Công thủng vùng 80 thì có thể mở điểm mua hết ở đây với kỳ vọng trong nhịp này hồi phục về vùng 85 và thậm chí nó có thể đánh về vùng 90 đến vùng 95, đó là những cái target mà chúng ta có thể kỳ vọng sau này. Sau khi mà cổ phiếu đánh công được vùng 80 thì ta xây 85, thủng 85 thì xây lên 90, thủng 90 xây lên vùng 95. Cứ bình tĩnh như vậy, đúng không? Cách thức tiếp cận vấn đề của chúng ta sẽ là như vậy. Nhóm ngành cổ phiếu Viettel thì chúng ta sẽ có phân tích hai mã cổ phiếu. Đầu tiên đó là mã cổ phiếu VGI. Thì đến thời điểm tại VGI có vùng hỗ trợ kỹ thuật 23, 23.5 và cổ phiếu này đã bắt đầu có một lực bật. Sau lực bật này thì xu hướng nó sẽ test lại cung, đó là quanh vùng 24, 24.5. Đây là những cái vùng mà chúng ta cũng có thể gọi là vùng giá mục tiêu canh gom. Nhịp này thì dự phóng target của VGT ở khoảng quanh vùng 27. VTP cũng đã chính thức được lên sóng. VTP thì cũng đang nghiên cứu, con VTP này là cái yếu tố tạo lập của VTP đưa vào diện đó ở vùng 63.5, vùng 65. Khi có một lực cầu vượt thoát trên 400k, vượt thoát vùng 67 thì chúng ta có thể canh gom mạnh mẽ lên. Thì trong tuần đã nhìn thấy ở vùng 64, 65, đây chính là một cái yếu tố tạo lập của VTP ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta có một tuần tăng cực kỳ tốt và sau cái tuần tăng cực kỳ tốt đó nó chạm lại ở đây vùng kháng cự này. Đó. Đi đâu mà vội đâu, đúng không ạ? 71.2. Đó các anh chị có thể nhìn thấy đây 71.2. 71.2 thì nó đang dội lại là đẹp rồi, dội lại là cơ hội để chúng ta canh gom thêm và đang canh ở khoảng vùng 68, 67. Nhưng khả năng điểm dội này thì sẽ tính một điểm gom lại ở vùng 67 là hợp lý. Sau đó 66, nói chung là hôm nay có thể cổ phiếu này sẽ quay lại test test cung test nền tại biên 64, 65 một lần nữa. Cái cách tạo lập của VTP nó đánh khá là dốc, nó đánh khá là dốc và khá là hay. Tức là một cây đẩy mạnh hoặc hai cây đẩy mạnh thì nó sẽ rũ.
đây và nó sẽ rũ, đây nó sẽ rũ, tức là nó rũ khoảng tầm 50% của cái nhịp đi trước đó. Đó, vậy thì cái cách đi như vậy ở chúng ta cái con này ngùng ngùng nắm sát lắm. Nói chung là cái cách đi như vậy thì sẽ ở khoảng 167 này là hợp lý này. Đó. Ở một số các cái mã cổ phiếu khác, ví dụ như là mã cổ phiếu SCL cũng là một cái mã cổ phiếu khá là hay. Sau một cái gọi là bi thảm đúng không ạ? Đó. Tức là đây là thăng hoa, tung hào. Muôn năm cổ phiếu SCL muôn năm. Xong đến cái đoạn này là hết muôn năm luôn. Đấy, nháo nhào là nghe thằng bên cạnh bảo tao mua cổ phiếu này lãi lắm, mày vào đi, thì coi như húc ở vùng 34 đến vùng 35. Đấy. 35 thế là sau nó rơi cho một phát về đến đây coi như là thôi thân tàn ma dại. Bao giờ cũng như vậy, cổ phiếu nó có một cái vòng luẩn quẩn, sau một cái chu kỳ tăng tốt thì nó sẽ là một chu kỳ giảm rất là mạnh. Thì cổ phiếu SCL nó cũng nằm ở trong một cái trend kỹ thuật như vậy đó, và trong một trend kỹ thuật như vậy thì chúng ta nhìn thấy đây đó, nhìn thấy đây rồi nó đã gặp lại vùng 16 đây, nó chưa tăng mạnh được đâu. Đấy là cái cảnh báo của Hùng Lê đã có phân tích rồi cho các anh chị, đó là vùng 17 17 10, 17 18 ở đây sẽ là vùng biên tích lũy thêm của SCL. Chúng ta canh gom thêm và thậm chí là quanh vùng 16 ở đây chúng ta sẽ vào những cái vị thế đầu tiên, và sau khi vào vị thế thì cũng sẽ có những cái phân tích thêm. Rồi cổ phiếu CST chẳng hạn là một cái mã cổ phiếu nó cũng hay hay đó. Sau một cái nhịp tăng tốt này nó xả hết, và đối với em này thì cũng đã có phân tích khá là dài và theo dõi với những cái mã cổ phiếu mà với những cái mã cổ phiếu mùng săn đuổi á, thì gần như là 17.5 đến 18 này, xong đến 13 tháng 1 tiếp tục phân tích này, tức là từ từ những cái ngày rất là xa đó, từ 21 tháng 1 này, mùng 8 tháng 2 này và đến ngày hôm qua. Thì khi mà một cái mã cổ phiếu mà được đưa vào con mắt của Hùng Lê săn thì Hùng săn trong một quá trình tương đối dài, và đây là những cái mẫu hình Hùng rất là thích. Tức là Hùng không thích những cái mã cổ phiếu mà cứ tăng ào ào á, Hùng thích những cái mã cổ phiếu mà nó cứ lừng khừng, nó đi tích lũy nền như này. Đấy là sẽ là những cái cơ hội mà chúng ta gom được những cái vị thế rất là tốt, và sau những vị thế gom rất là tốt như thế và chúng ta sẽ chờ thêm. Ví dụ nhá, ví dụ CST bây giờ là nổ rồi đấy này. Nếu như sang phiên ngày giao dịch ngày thứ hai mà lực cầu tiếp tục đạt trên 500 ngàn một cổ trên trên phiên đấy, và nó có đánh tiệm cận vùng 18, khả năng chạm vùng 18 nó cũng chưa thể bay ngay được đâu, nó sẽ chỉnh lại một tí này nữa đó, thì những cái nhịp chỉnh này sẽ là những cái nhịp mà gom rất là hay. Rồi sau đó nó đánh ào phát lên vùng 18, như vậy là chúng ta có vị thế vững vàng rồi, thì lúc đấy chúng ta có thể mua thêm bất kể một cái động thái nào như vậy. Cổ phiếu NAF cả nửa đời phiêu dạt đúng không? Đấy là úp mặt vào sông quê. Đến đoạn này là úp mặt luôn. Đó, bởi vì sao? Bởi vì là mua từ vùng 34 mà về đến tận vùng 20 mất 14.000 trên cổ phiếu, như vậy là úp mặt luôn. Nhưng quan điểm của Hùng gì? Thất bại của người này sẽ là thành công của người khác. Trên thị trường chứng khoán nó sẽ luôn là như vậy. Và khi NF về đến đây, phiên ngày hôm nay thì Hùng đã có những cái phân tích kỹ thuật tương đối quan trọng cho các anh chị em ở trên nhóm của Hùng Lê, vùng 18 18.5. Tuần tới thì sẽ biên 20, biên 20.5 đến biên 21 dự kiến sẽ là những cái điểm test xây nền ở đây, và sau cái thời điểm xây nền đó thì chúng ta có thể canh gom thêm. Lực cầu dòng tiền đầu cơ bắt đầu 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 vào cổ phiếu này khoảng tầm trên 650 ngàn trên cổ phiếu, như vậy ở trên một phiên như vậy là tốt rồi đó, ví dụ vậy. Rồi ví dụ TVC cũng là một mã cổ phiếu ở trong thời điểm này được khuyến nghị gom, và chúng ta đánh giá TVC ở quanh vùng 16.5 đến vùng 17 đang tương đối là tốt, và sau nhịp hồi này thì TVC đang có một cái điểm điểm tích lũy nền thứ hai đây, và theo quan điểm về mặt kỹ thuật là cũng rất là thích, bởi sau khi một nhịp lên nó phải nghỉ ngơi và nó tích lũy thêm như này thì cổ phiếu sẽ đi rất là bền. 18 18.4 sẽ gom thêm. TVB cũng hoàn toàn tương tự như vậy, nhịp tích nền của nó 18 18.5 đây về cơ bản là ổn rồi, và sang tuần tới chúng ta sẽ có thêm những cái điểm thu gom ở quanh vùng 19.5, cứ chậm chậm thế mà đi. Khi mà lực cầu mà đang thấp cái này thì thông thường là các anh chị có thể nhìn đây, mất hút cung cầu thì thường thường cổ phiếu sẽ gì ạ, đi chậm, đi lừng khừng, đi ngang, và bắt đầu nó có một cái lực cầu khoảng tầm trên 200 ngàn hả, đúng nhỉ, đó, đó đâu đó khoảng tầm, à đâu, trên 2 triệu chứ, trên 2 triệu, thì khi đó là bắt đầu nó xuất hiện những cái phiên gọi là bơm doping vào, và những cái giai đoạn mà bơm doping đó thì chúng ta đã có hết vị thế rồi.
ở chúng ta chỉ ngồi rung rung lắc nữa thôi. Các anh muốn đánh đi đâu thì em đi đấy. Được chưa? Rất là ok. Cổ phiếu RAL ở thời điểm hiện tại cũng khá là hay. Khuyến nghị bắt được các anh chị, RAL bắt được mà bắt hay nữa là khác. Sau khi mà nó tạo đáy ở đây ở quanh vùng 126 và biên kỹ thuật 133, 134.5 khá là hay, các anh chị có thể bắt thêm. RAL một mã cổ phiếu khá là cơ bản. Rồi. Tiếp theo mã nhóm ngành hóa chất. Nhóm ngành hóa chất cũng là một trong những cái điểm nhấn kỹ thuật ở trong tuần vừa qua. CSV được Hùng Lê phân tích tương đối là sớm, tương đối là sớm. Đây CSV, ví dụ này CSV. Rồi anh chị, đó. CSV đâu đó này. CSV 7 tháng 2, 28 tháng 1. Đối với CSV là có phân tích ở ở trước trước Tết ngày 25 biên 3637, bởi vì tại thời điểm đó nó đã nhìn thấy những cái sự tích lũy nền rất là tốt ở biên 36 đến biên 37 đây, ngày 28 tháng 1 tức là trước Tết. Đó, và sau Tết thì nó có những cái điểm nhấn kỹ thuật ở đây, và đến thời điểm hiện tại thì CSV có thể nói là một bắt đầu hình thành một cái trang kỹ thuật ở đây rất là đẹp. Chỉ hơi tiếc nuối một tí đó là đang dự phóng rằng biên 40 đến 41 là có thể gom thêm, nhưng mà không biết là với tín hiệu nó lấp lại như thế này thì sang tuần sau nó có biên này để gom nữa không. Đó, mà có được cái biên này mà gom thêm nữa thì đẹp, thậm chí là có thể biên 38.5. Cổ phiếu muốn đi bền đi chắc á, thì sau một nhịp tăng như vậy thì nên có một cái nhịp chỉnh cung, và hơi tiếc một tí, tức là ông chỉnh về đến đây thì đẹp này. Thì như vậy là các anh chị xem bản tin tuần xong là sang tuần tới là các anh chị mua thì sẽ rất là ok. Đó, nhưng mà muốn sớm thì về với team của Hùng Lê sẽ có những cái phân tích rất là sớm cho anh chị. Rồi, cổ phiếu LAS cũng như vậy. LAS thì cũng đã có một phân tích, một cái nhịp ở đây, không phải là bây giờ nhìn vọng thế này mới phân tích đâu. LAS ngày 8 tháng 2. 21 tháng 12. Cũ. Tức là LAS là trước đây chúng ta có phân tích ở một cái trend ở trên này, và khi mà nó bị phá vỡ kỹ thuật đó thì có hai cách, một là chúng ta phải bán luôn, hai là chúng ta sẽ ôm lại thì chúng ta sẽ chờ cái gì, chờ đến lúc nào mà nó có một cái dòng tiền ổn định và chúng ta sẽ phải bắt lại. Đó thì ngày 8 tháng 2 ở biên 16.1 đó là biên mà chúng ta có thể canh bắt thêm, khi đó thì LS đã có những cái tín hiệu kỹ thuật hồi phục ở đây, và chính vì vậy cũng là khuyến nghị các tài khoản kẹp của chúng ta bắt luôn phiên ngày 8 tháng 2 với xu hướng dự kiến là LS sẽ cán lại vùng 20, và đây các anh chị đã cán lại vùng 20 rồi. Về đến vùng này thì nó lại chỉnh cung đấy, nó lại chỉnh cung. Nếu mà xác nhận đi tiếp nó sẽ chỉnh cung, và những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật có thể tính toán ở khoảng quanh vùng 17 đến khoảng vùng 17.5. Đó thì nó sẽ chỉnh cung về đây và chúng ta sẽ có thêm đánh giá, nhưng ít nhất là chúng ta đã có một cái nhịp bắt để chúng ta giảm bớt được cái giá vốn với những cái tài khoản mà chúng ta đang kẹp hàng, ví dụ như vậy. Đấy là những cái thời điểm rất là chớp nhoáng của cổ phiếu và nó xảy ra tức thì ở trong cái quá trình giao dịch. Rồi ok, như vậy là đã 1:30 rồi và chúng ta sẽ dừng phân tích các cái mã cổ phiếu ở đây. Các anh chị nào quan tâm đến các mã cổ phiếu chưa được phân tích ở trên bản tin tuần thì các anh chị vui lòng comment ở bên dưới dòng thời gian, và Hùng Lê sẽ dành thời gian để giải đáp hết tất cả các ý kiến của các anh chị. Tuần rồi bây giờ chúng ta sẽ có một vài ý để chúng ta phân tích ở trong cái tuần giao dịch mới. Thì trong bản tin tuần thì Hùng Lê cũng đã có phân tích cho các anh chị đối với chỉ số VN30. Chúng ta thấy rằng là VN30 đã có một cái vùng 1.570 điểm ở đây trong một cái quãng thời gian tương đối dài, tăng tương đối dài các anh chị, từ tháng 4, tháng 5 của năm 2021 đến tại thời điểm hiện tại là nó chưa vượt thoát được. Như vậy chứng tỏ rằng đây là một cái ngưỡng tâm lý rất là mạnh. Nhưng khi cái ngưỡng tâm lý mạnh này mà nó bị phá thì thị trường nó sẽ mở một cái trend nó khủng hoảng lắm các anh chị. Cái câu chuyện là cái ranh giới giữa cái việc là thị trường sẽ đi rất mạnh mẽ hoặc là thị trường sẽ sập, nó chỉ nằm ở trong một cái ngưỡng cản tâm lý như thế này thôi. Và khi mà cái ngưỡng này mà nó bứt thoát qua, tức là nó đã cởi bỏ hết tất cả những cái nút thắt của thị trường, thì đấy sẽ là một cái thời kỳ rất là tuyệt vời. Và giả sử rằng nếu như chúng ta kích hoạt lại được tất cả các cái dịch vụ của nền kinh tế trong khoảng sau 30 tháng 4 thì đấy cũng là một cái kỳ vọng lớn để thị trường có thể bứt phá. Nhưng trong ngắn hạn thì chúng ta vẫn Hùng Lê vẫn tiếp tục lấy cái vùng
kháng cự mạnh của thị trường, các anh chị chú ý đó là vùng 1.500, đối với chỉ số VN30 đó là vùng 1.570, đến vùng 1.580 điểm ở đây trong trong cái tuần giao dịch mới, đó vẫn chính là những cái vùng kháng cự mà thị trường cần phải công và phải vượt thoát qua. Trên cơ sở kỹ thuật thì VN30 sẽ có một cái vùng hỗ trợ đâu đó, nếu như chúng ta xét ở trên đến ngày thì chúng ta sẽ tính ở khoảng vùng 1.533 điểm, tức là khoảng quanh biên 1.530 đó là cái điểm then chốt của thị trường đối với chỉ số VN30 trong tuần giao dịch mới. Đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta vẫn tiếp tục đánh giá rằng cái vùng 1.570 điểm ở đây vẫn là một cái vùng kháng cự rất là mạnh, vùng tâm lý rất là mạnh, và nó cũng tận từ tháng 6 đến bây giờ, như vậy là cũng qua 6 tháng rồi, chỉ số phái sinh cũng chưa thể vượt thoát cái vùng 1.570 điểm. Như vậy chúng ta cũng thấy rằng đây là một cái vùng tâm lý tương đối là mạnh. Còn đối với vùng hỗ trợ kỹ thuật của chỉ số VN30F1M, như vậy là chúng ta sẽ tính toán là vùng 1.527 điểm, tức là cũng nôm na khoảng quanh vùng 1.530 điểm. Đó chính là cái vùng nhấn kỹ thuật rất là quan trọng của chỉ số VN30 và phái sinh. Đối với chỉ số index tuần thì anh chị em của chúng ta cũng thấy rằng là có đánh giá cái vùng 1.500 điểm đến vùng 1.510 điểm, đó chính là những cái vùng kháng cự tuần rất là mạnh của thị trường. Một điểm đáng tích cực của chỉ số VN Index ở trong thời điểm hiện tại, như các cái bản tin tuần mùng có phân tích, đó là vùng 1.120. Ở đây các anh chị này, đó chính là những cái vùng đệm rất là quan trọng, mà nó khá giống với chỉ số của Dow Jones đó các anh chị. Các anh chị có thể phân tích cái sự tương đồng. Vùng 1.420 này nó không bị phá, đấy là những cái cơ sở rất là quan trọng để giúp cho thị trường ổn định và giúp chúng ta có thể có thêm những cái kỳ vọng trong tương lai. Thì đối với chỉ số index ở trong tuần tới thì chúng ta vẫn tiếp tục đánh giá ở vùng 1.510 điểm và cao hơn đối với chỉ số này, đó là quanh biên 1.530 điểm 30, đó sẽ là những cái vùng cản tâm lý đến thời điểm hiện tại và thì index cần phải vượt thoát qua. Trên cơ sở muốn công được cái vùng này thì chúng ta sẽ phải có được một cái trend hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 1.180. Như vậy cái vùng 1.180 sẽ là những cái vùng đệm rất là quan trọng của chỉ số VN30 trong tuần giao dịch tiếp theo. Đấy là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. Và chúng ta nhìn ở trên trang kỹ thuật ngày đó, trên trang kỹ thuật M5 thì chỉ số index trong tuần tới nó sẽ có những cái ngưỡng test kỹ thuật. Ví dụ đầu tiên nó sẽ test về vùng 1.500 điểm và sâu hơn có thể sẽ là ở vùng 1.490 điểm đây. Nó sẽ kiểm tra lại ở những cái vùng kỹ thuật ở đây và cái vùng 1.480 của VN Index, các anh chị lưu ý. Đối với chỉ số phái sinh đó thì Hùng cũng đã phân tích ở bên cái trang kỹ thuật ngày rồi, thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy đây, đó là cái vùng đệm ở 1.530, ở 1.530-1.527 đó, nó thấp đây, sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là then chốt của thị trường trong tuần giao dịch mới. Trong trường hợp nếu nó bị phá vỡ cái này thì xu hướng thị trường nó sẽ khó khăn hơn. Đối với chỉ số VN30, chúng ta cũng sẽ nhìn ở quanh vùng 1.530 điểm ở đây. Và thậm chí đối với VN30 thì nếu như nhìn ở trên trang kỹ thuật M5 thì chúng ta cũng có thể tính toán ở 1.523 đến 1.530 điểm. Đó sẽ là những cái vùng đệm kỹ thuật rất là quan trọng trong tuần giao dịch mới. Ok, bản tin tuần video số 203 đến đây là hết. Hùng Lê xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo.